kìa. Con thấy không, mẹ đã mất 18 năm rồi mà lúc nào đến ngày sinh nhật của mẹ em thấy ba lúc nào cũng buồn như vậy đó. Tình cảm của người lớn sâu đậm lắm, chứ không như đám trẻ tụi mình. Đám trẻ tụi mình? Đám trẻ tụi mình thì sao? Tụi con cãi cọ gì đó? Dạ có cãi cọ gì đâu ba. Con nói với ảnh là mẹ đã mất 18 năm rồi mà mỗi lần sinh nhật á, ba đều buồn như vậy á. Cháu Tường không biết là mẹ con Yến mất đúng vào ngày tháng sinh của bà, nên mỗi năm tổ chức sinh nhật của bà cũng chính là ngày giỗ luôn. Người ta nói cung người chết cho yên lòng người sống, nhưng bác thì trái lại, mỗi năm cứ đến ngày này là lòng bác lại dai rất không yên. Ba nhớ bác hai con, đã 20 năm bác ấy xa nhà. Cứ năm nào đến sinh nhật mẹ con là bác ấy gửi thơ về chúc mừng, nhưng năm nay thì không có, nên ba lo sợ không biết có chuyện gì không. Ba nói con có người bác, năm nào đến sinh nhật của mẹ con bác đều gửi thơ về hả ba? Vậy mà sao con lại không biết à? Con đi học có mấy khi ở nhà đâu mà có dịp nói chứ. Sao ba không viết thơ cho bác con? Bác còn giấu cả địa chỉ không có cho biết. Ba đã nhắn tin trên báo mấy lần rồi. Xin lỗi bác, con muốn hỏi bác một điều. Điền sản ở đây quá lớn, gia đình chỉ có hai anh em thôi, sao bác hai lại bỏ nhà đi biền biệt mấy chục năm trời vậy bác? Ý nghĩ á, có lẽ ba và bác hai chẳng có thuận nhau nên bác mới bỏ đi, phải không ba? Anh thì không nghĩ như vậy. Nếu không thuận sao bác lại thương nhớ ăn ngủ không yên? Chuyện gia đình này dài dòng lắm, để lúc nào hai con đính hôn rồi ba sẽ kể cho nghe. Ba biết ba quá, con còn nhỏ mà ba cứ nhắc cái vụ đính hôn hoài à. Bộ ba muốn đuổi con phải không? Cái con nhỏ này cứ gài ba cái câu
Không lẽ con ở mãi bên ba đến suốt đời hay sao? Đúng vậy á, con sẽ ở mãi bên ba trong một mái gia đình mà con đã thương yêu. Dầu con có lấy ai thì người ta cũng phải theo con về nhà. Yên à. Dạ. Con đừng nói những lời như vậy. Tường á, nó tưởng thiệt rồi nó giận. Yến, nó nói điên. Cô đừng có nói lại, ba con nghe sẽ buồn đó. Dạ không có gì đâu bác. À, hôm nay ba con ở Sài Gòn ra chơi, con phải đi đón. Dạ con xin phép bác. Nè, cháu đi á, nhớ mời anh đến chơi nha. Dạ, anh đi Yến. Dạ. Cậu ba ơi, cậu ba ra coi cái này nè. Phải Ngọc Lan đâu, nó là cháu Ngọc Yến, con của em và Lan đó. Ngọc Yến, mừng bác hai đi con. À, dạ, con mừng bác hai mới về. Cháu giống mẹ quá. Ngọc Lan đâu mà không đón à? Dạ, Ngọc Lan, vào đi anh hai. Sao trên báo chú lại nhắn là Ngọc Lan bệnh nặng? Vì chỉ có tin đó anh mới quay về. Hôm nay là ngày giỗ thứ 18 của Ngọc Lan. Sau khi sanh cháu Yến được 3 ngày, cơn đau tim bộc phát đã cướp đi sanh mạng của vợ em. Trời ơi, chú Bình ơi, 20 năm trời mới trở lại quê hương, tôi đâu ngờ phải đau lòng nhục đoàn viên. À, chú à, lúc anh đi đó, Ngọc Lan vẫn còn mạnh khỏe chứ, sao lại chết dễ dàng như vậy? Anh hai à, đường xa mệt mỏi lắm,
Hãy nghỉ ngơi đi, rồi em sẽ thuộc hết mọi sự cho anh nghe. Chỉ biết là hôm nay hương hồn của ba và Ngọc Lan đang vui lắm. Ba, ba ơi, con Bất Hiếu đã về đây. Trên cõi hư vô, ba có linh thiêng hãy tha tội cho con. Con đã không làm trọn lời quỷ thác của ba. Tất cả do em, tội nghiệp cho Ngọc Lan. Lúc hấp hối vẫn luôn miệng gọi: anh hai, đừng có bỏ em, đừng có bỏ em. Ngọc Lan, Ngọc Lan ơi, anh tưởng không có anh thì em và mình sẽ vuông tròn hạnh phúc, chứ đâu ngờ ra đi là vĩnh biệt đến muôn đời. Sầu ân thuở nào vui, từ xa nghe tiếng anh ơi, lòng đau như ruột thắt gan mình. Khổ đau sao bác chẳng quay về. Đừng con đừng nên trách bác làm gì, chẳng qua nghiệp chướng đã đành. Mẹ con nay đã yên phần, bác có khổ sầu cũng không sống lại được đâu. Cháu nó nói phải, anh nên về phòng tắm rửa thay đổi y phục, cúng kiến xong rồi á mình dùng cơm. Chú Giọng ơi. Dạ. À, chú đã lo sửa soạn phòng cho anh hai tôi xong chưa vậy? Dạ xong rồi. Dạ mời cậu hai vào tắm rửa thay đổi áo quần luôn. Bình à, chú Tư đã già quá rồi mà vẫn còn phục dịch cho mình sao? Em đâu có cho chú Tư làm gì, nhưng mà chú nói chú không thể ở không được. Chú Tư à, bắt đầu từ ngày mai đó chú phải để công việc cho tụi nó làm, nếu không á con lại đi nữa đó. Được rồi, miễn cậu ở nhà biểu gì tôi cũng nghe hết. Thôi đi tắm ra đã, lễ sinh nhật của cô Tư năm nay là vui nhất á ngàn. Ngọc Yên, con nghĩ gì vậy? Con đang thắc mắc, bác hai chỉ là anh chồng của mẹ con, sao nỗi thương cảm của bác lại quá trầm trọng như vậy? Tại bác hai thương ba nên thương mẹ con, đó là sự thường tình mà. Con không nghĩ như vậy. Ba nhức đầu quá, ba đi nghỉ một chút nha. Con vào bảo chú Vọng với vợ chồng anh Lực lo buổi tiệc cho chu đáo, rồi điện cho thằng Tường bảo với nó lại dùng cơm với bác hai. Dạ. Sớm vì hai người đàn ông trong nhà này không? Mẹ hãy nói cho con biết đi, nói cho con biết đi mẹ. Ngọc Lan mới về gọi bác đó. Bác hai, mẹ con đã chết rồi mà. Bác thấy rõ ràng Ngọc Lan đang ở trên đồi thông kia kìa. Là con đó bác hai, sáng nào con cũng dậy sớm để tập thể dục trên đó đó mà. Con, là con. Là con. Dạ. Là
Dạ. Cậu Hai sao vậy? Ông Tư, ông Tư đưa bác Hai lại giường ngủ thêm đi, dường như bác Hai gặp ác mộng đó. Còn sớm lắm, cậu Hai ngủ thêm chút nữa đi. Chú Tư à, chú làm cho cháu nhớ lại lúc tuổi thơ. Cũng trong căn phòng này, chú Tư thường nói với cháu một câu y như vậy. Thì bây giờ có khác chi đâu cậu Hai. Ngủ đi, hãy ngủ thêm đi. Vì ngoài kia sương còn lạnh lẽo, chờ lo nghĩ xa xôi càng đau lòng thêm chớ ít chi. Đời có người mong manh, dầu cho ai cũng không qua số phận. Tôi ngủ đây chú à. À. Ngủ ngon nghe. Châu Yên. Dạ. Có chuyện gì vậy? Cháu muốn hỏi ông một chuyện. Cháu muốn hỏi chuyện gì? Nghe nói ông Tư đã giúp việc từ đời ông nội cháu lần phải không? Phải. Lúc ông vào ở cho ông nội, ông mới 30 tuổi. Kể ra ông đã 3 đời ở đỡ cho gia đình này. Nhà này có ai coi ông Tư là người ở đâu. Ông Tư à, cháu muốn hỏi ông Tư một việc. Bác Hai và mẹ cháu là danh nghĩa anh chồng với em dâu, mà sao cháu thấy bác Hai thương cảm mẹ cháu còn hơn cả ba nữa đó. Cái đó tại vì cháu đã lớn rồi, ông Tư phải cho cháu biết rõ mọi việc trong gia đình chứ. Từ hôm bác Hai về tới giờ đó, có nhiều việc làm cho cháu phải suy nghĩ. Ông Tư nói đi, tại sao? Tại sao? Tại vì bác Hai và cha mẹ là ba anh em. Ba anh em? Sao ba cháu lại có thể cưới mẹ cháu? Mấy việc này sao cháu không hỏi thẳng ba cháu mà lại hỏi ông? Không bao giờ ba cháu nói sự thật hết á. Cháu nghĩ chỉ có ông Tư thôi à. Nếu mà ông Tư không kể cho cháu nghe, cháu sẽ nhịn đói cho ông Tư coi. Cháu giống y như là mẹ cháu à. Hồi đó mỗi lần cô đòi ông việc gì, ông từ chối à, là cổ hâm nhịn đôi ông phải chiều ngay. Giờ đến lượt cháu đây, chuyện kia mà kể rõ ràng ra, biết bao giờ hết việc thôi, ông còn đi lo công việc. Bà đã nói rồi, ông khỏi phải làm việc gì. Bây giờ có vợ chồng anh Tư Lực, chồng thì lo rẫy trà, vợ lo cơm nước, còn ông Tư chỉ hữu hỉ với bác Hai, cho bác Hai vui thôi à. Ba nói vậy đó. Ông Tư kể đi mà, để cho cháu suy nghĩ mãi cháu bệnh đó. Kể cho cháu nghe đi, ông Tư. Được rồi, ông sẽ kể. Hồi trước đồn điền này là của bên nội cháu. Để coi là cái lúc ông vào làm, bà nội cháu đã mất. Ông nội cháu lúc đó tuổi cũng cỡ 50, sống với ba đứa con là bác Hai nè, ba và mẹ của cháu nè. Vườn trà năm nay phát triển tốt quá phải không chú? Đó là nhờ có bàn tay của cậu kỹ sư pha chế phân bón nên mới được vậy đó chứ. Chú ngạo cháu hoài hả? Thật đó, mấy năm trước cậu với cậu ba của Tư đều đi học, nhà chỉ có mình tôi với ông. Tuy có mớ người làm nhưng mà trong nhóm đâu có xuể.
từ lúc có cậu đến nay trường trà đã đổi khác, tuổi trẻ tài cao thật là giỏi. Nếu chỉ có một mình con chưa chắc được như vậy, chú siêng năng giỏi giống như một lực liền, quen với ruộng đồng có sức mạnh dẻo dai. Cha mẹ tôi chuyên nghề ruộng mã đã bao nhiêu đời bám ruộng để sống thôi, chỉ vì ông trong lúc không người nên tôi mới đổi nghề để giúp giúp ông. Việc trồng cây đối với tôi thật quá nhẹ nhàng, không có giỏi gì đâu. À, chú Vọng với thằng Khang, hai người đang bàn luận cái gì đó? Ba, ba không ở nhà nghỉ ra đây làm chi vậy? Trời sắp nắng lên rồi. Ở trong nhà hoài buồn lắm. Với lại ba cũng muốn xem vườn trà. Ông ngồi nghỉ, trà năm nay tốt lắm á. Tôi mới nói nhờ cậu hai giỏi đó. Tôi biết nó giỏi, nhưng mà tôi vẫn không vui, vì tôi thấy thiệt thòi cho tương lai của nó lắm. Ba, ba lại thắc mắc việc con nghỉ học. Tuổi ba đã cao rồi, con thay ba là đúng, có gì thiệt thòi đâu ba. Và lại đất nước mình đang phát triển nền công nghiệp, con lo canh tác. Cái sở trà là một công việc có ích cho xã hội mà. Sở trà là di sản của ông cha, con lo phát triển là việc tốt. Nhưng con là một thanh niên thông minh, hiếu học, lại có năng lực cầu tiến. Nếu con tiếp tục việc học hành thì tương lai của con sẽ vô cùng rạng rỡ. Nay vì ba về lo canh tác sở trà mà vui chôn cả mộng mơ, ba thật chẳng đành lòng. Con nào cũng là con, sao con lại phải hy sinh? Dài nắng dầm mưa sớm hôm chẳng quán nhọc nhằn cho hai đứa em mình sung sướng nhớ nhớ. Ơn ba nuôi dưỡng con, dẫu nát thân cũng chưa chút báo đền. Vả lại con yêu thích nghề này, trồng trọt dung bồi là ý nguyện của con. Nhưng lòng ba chẳng an, muốn sao con tiếp tục học hành cả kiếm họ này. Chỉ có hai thằng con trai, con Ngọc Lan là gái, chẳng nói làm gì. Vả lại nó có bệnh trong mình nên việc học hành gian dở. Ba và chú Vọng không hiểu ý của con đâu. Ba ơi, anh hai ơi, mấy người ở đâu vậy? Ngọc Lan. Anh hai. Ba đây nè. Chú Vọng, chú có thấy là thằng Khang nó thương con Ngọc Lan quá sức không? Mà cô Ngọc Lan cũng mến cậu hai hơn cậu ba. Ba, ba đi mà không gọi con gì hết á. Từ nhà ra đây xa lắm, con đi ra làm chi vậy? Chứ sao ba đi được? Ba thì khác. Mai mốt anh hai con đi ra nước ngoài tu nghiệp, ba phải phụ với chú Vọng đó. Anh hai đi học lại hả? Ý ba muốn vậy, nhưng mà anh không muốn đi. Ba kỳ ghê á. Con đang đi học, tự nhiên cái ba nghe lời bác sĩ bảo con ở nhà, xa bạn bè, xa lớp học, buồn muốn chết vậy đó. Mai là nhờ có anh hai, đêm ngày chung cùng bầu bạn. Nếu anh đi con sẽ đi theo liền, con ở đây chỉ thêm buồn thêm chán. Dẫu có ba thương nhưng sống hôm tẻ nhạt, con biết vui đùa với ai trong tháng ngày.
con gái cưng, ba định vậy là vì ba lo cho tương lai của anh hai con, mà nó khăng khăng không có chịu. Giờ con lại trách ba nữa. Thôi thì ba chiều ý tụi con vậy. Ba ở đây chơi với anh hai con một chút thôi nha. Dạ. Nắng lên rồi đó. Anh Khang. Dạ. Một chút con đưa em về nha Khang. Dạ. Ba đã già quá rồi mà còn định ra đây làm việc cho anh tiếp tục học. Làm cha mẹ ai cũng muốn cho con mình thành nhân chi mỹ. Cậu là con trai trưởng, ông đâu muốn cậu thua cậu ba. Chú Tư, chú cũng muốn anh hai đi học phải không? Thôi tôi đi làm ạ. Cô cậu đi chơi đi. Dạ. Anh hai, anh đưa em lên đồi kia đi. Lên đồi xa lắm, để anh đưa em ra đây chơi. Xong đó anh thường ra đây nằm ở trên võng đó. Em nằm nghỉ đi, êm lắm, mát lắm. Anh hai, tư tưởng anh thật là khác xa với mọi người. Anh sống lặng lẽ như vậy không thấy buồn chán sao? Không. Lan ơi, ở đây tuy chỉ là túp lều nhỏ, nhưng anh xem nó như trường thành cao vút muôn trùng, ngăn cách cùng thế nhân, mảnh đất khô cằn trở nên màu mỡ, có suối trong suốt đời bên nhau được. Khi em đi lấy chồng còn anh có vợ, hai ngã hai nơi hai trời chia cách, mỗi sầu đông càng lúc lại thêm đây. Ngọc Lan ơi, em là một cô gái đẹp như lan, tinh khiết như ngọc quý, đang để cho
lời trân trọng nâng niu. Đừng dấn thân vào những mộng ảo phiêu lưu mà khổ nghĩ cho mình. Giả lại thực tế bên cạnh em, ngoài cha và anh còn có Bình, nó trân trọng yêu quý em như là báu vật. Em đừng làm cho nó buồn. Anh hai, lúc nào anh cũng sợ anh ba buồn, anh ba khổ mà không nghĩ đến bản thân anh. Em còn nhớ rõ đêm ấy vào lúc mùa đông, ngoài trời gió mưa tầm tã, cha mang anh về trong hình thế đói khổ. Cho hai em, anh nói vậy nghĩa là sao? Anh Ngọc Lan, thì ra em ở nhà là để rong chơi với anh hai, vậy mà ba bảo em đang bệnh. Tại vì bác sĩ với ba, chứ em đâu có muốn nghỉ học đâu. Thôi đừng đổ lỗi cho ba, gọi mến thương. Mới về sao mà lại mắng mỏ em? Ngọc Lan nó cũng vừa mới đến đây thôi. Lan nói với anh là Lan rất buồn bực cô đơn nên muốn ra đây chơi với anh và chú Dòng. Giờ thì em á, hãy chở Lan về nhà đi. Anh còn phải ở đây đến chiều mới xong công việc. Sao? Lan có gì với anh hay còn ở đây mà chờ đợi? Cái giọng điệu của anh á, luôn làm bực bội người ta. Tôi không cần ai hết. Tôi không cần. Ngọc Lan, ba. Nín đi con, nín đi. Bình à, con đi thì thôi, hãy về tới nhà hết la người này tới người nọ. Có phải con Lan nó bị con la phải không? Ba nói con Lan nó bệnh, mà con về tới là thấy đó anh hai đang ở giường trà. Bộ ba muốn nó theo anh hai luôn sao? Con thiệt là con ăn chơi sung sướng tấm thân, còn anh hai con ở nhà phải gian nắng dầm mưa. Sao con lại đố kỵ với nó chứ? Anh gian nắng dầm mưa là vì anh khôn khéo lắm. Ôi con không biết sao chứ. Bình, sao con lại nói như vậy? Ba buồn lắm. Khang là đứa bé cút côi, ba mang nó về nuôi lúc nó vừa lên 7 tuổi. Nó rất thông minh và ngoan ngoãn nên ba thương nó như con.
Con đã như vậy rồi, nhưng đã nhiều năm ba cho anh em cùng học chung trường, tháng đã tận tình chăm sóc. Thấy chưa, động tới anh hai với là đối binh chầm chập. Trong mắt của nó đâu có thằng anh này. Con Lan nó đã thương thằng Khang từ lúc nó mới lên 6 tuổi. Ba còn nhớ khi ba đem thằng Khang về, cả mình mẩy ướt đẫm. Ở nhà này đâu ai dòm ngó đến, chỉ có nó lấy khăn lại lau tay lau mặt cho Khang. Tuổi thơ làm gì có chuyện yêu đương, đó là sự thiện tâm lòng nhân ái của con. Ông nội để lại cho ba bao nhiêu sản nghiệp, không lẽ ba muốn biến nó thành một chuyện cô nhi? Bình, tao không biết nói sao cho vô đầu óc của mày. Không lẽ lúc nào mày cũng sản nghiệp, cũng gia tài, mà không có một chút tình nào thương yêu tụi nó hay sao? Hả? Ba ơi, ba đừng la rầy anh ba nữa. Anh nói cũng đúng, con và anh hai là hai đứa con nuôi, thì làm sao sánh bằng con ruột? Dẫu anh hai và con chẳng hề quan tâm đến sản nghiệp, quyền lỗi của anh ba. Ngọc Lan, nếu cứ phải nhắc đến anh Khang là em liễu hồn đó. Còn ba, con nói thật nha, chẳng những sự sáng này con không muốn ai chạm đến, mà cả nó
Bình, mày đứng lại đó. Trời ơi, loạn rồi, loạn rồi. Ba ơi, tỉnh lại đi ba. Chú Vọng ơi, kêu anh hai tôi về mau. Dậy uống miếng sữa đi ba. Ba ơi, ba à, anh hai con và chú Vọng đâu rồi? Anh hai con đang nói chuyện với bác sĩ, còn chú Vọng thì đi điện cho anh ba. Ba, ba thấy trong mình sao hả ba? À, ba sợ là ba ráng còn sống với con, đừng bỏ con ba ơi. Đừng khóc Ngọc Lan, ba không sao đâu. Khang, con lại đây với ba. Ba thấy trong mình như thế nào hả ba? Để con gọi bác sĩ nghe ba. Đừng, hai con đừng đi đâu cả. Khang ơi, con hãy nghe ba căn dặn trước giờ về nơi cứu nguyên. Ba chớ nên đau buồn, để ba yên lòng. Đâu có muốn Khang, con hứa với ba đi. Ba, hứa đi. Con xin bảo hối em khờ, cho đời nó được tươi đẹp. Dẫu bao khổ nhục cam đành, ba yên lòng về nơi cửu hà. Và chú Vọng ở miết ở sở trà, rồi ra canh mộ, ở nhà bó mặt mình em. Tối ngày cứ phải nhìn cái vẻ mặt hậm hực của anh ba mà phát chán. Tình trạng cứ kéo dài như vậy thì em không ở nhà được nữa đâu. Ba vừa mới mất, có chuyện gì thì anh em cũng phải nhẫn nhịn nhau. Tánh của chú Bình lúc nào cũng tỏ vẻ ngạo mạn, khinh đời. Nhưng anh biết Bình rất yêu quý em, nên em dịu ngọt với nó đi. Những lời này anh đã viết trong thơ rồi. Anh hai, tại sao anh cứ tìm cách lánh mặt em? Có phải vì em không còn là Ngọc Lan của anh ngày xưa nữa? Anh nói đi, có phải vậy không? Phải vậy không? Ngọc Lan, nên đi em. Em đừng nghĩ
vẫn dơ nữa mà. Lúc nào em cũng là Ngọc Lan bé bỏng của anh. Anh nói dối. Không, không, anh không bao giờ quên hình ảnh cô bé có đôi bím tóc dài bỏ phù hai vai, đôi mắt tròn xoe long lanh đã nhìn anh với vẻ băng khoăn, thương cảm trong tâm hồn, nghe gió mưa dập vô lòng kẻ lạ rồi thêm đau, trẻ thơ biết chi tư tình mà tình người đã thấm sâu lòng anh. Cũng tình người, tình người, tình người mà không nghĩ đến em. Anh không nghĩ đến em. Ngọc Lan, Ngọc Lan. Lúc nào Lan cũng theo đuổi y như hình nghĩa bóng, còn mình thì
Bình, khuya rồi chú chưa ngủ à? Tôi có việc muốn nói với anh. Chú ngồi đi. Có việc gì vậy? Tôi thấy gia đình này ba đã mất rồi. Vậy anh có tính gì chưa? Bình à, em nói gì lạ vậy? Ba còn hay mất thì chúng ta vẫn là anh em với nhau. Không lẽ em không muốn anh ở đây à? Việc đó thì anh tự hiểu lấy. Em Bình, em... Giọng thân yêu, khi chú được thơ này là cháu đã ra đi rồi. Chú đừng hoảng hốt, đừng lo buồn gì cho cháu cả. Cháu ra đi không phải vì Bình đã xua đuổi nhục mạ cháu, mà chỉ vì không muốn cơ nghiệp của ba đổ nát bởi tay Bình. Và cuộc đời của em Lan sẽ chịu nhiều sóng gió. Chú Tư, ngoài ba cháu, chú là người thương và hiểu cháu nhất. Cháu có thể chịu đựng bao nỗi nhục nhã phũ phàng của Bình, không bao giờ hận oán, nhưng cháu không thể ở lại. Vì còn có mặt cháu ở đây thì không bao giờ Ngọc Lan chấp nhận tình yêu Bình. Mà nỗi thất vọng này không biết rồi Bình sẽ cuồng bạo đến đâu. Thương cháu, chú hãy thay cháu săn sóc an ủi em Lan và dung bồi cho hạnh phúc hai đứa nó, cho vong linh ba cháu được thanh thản nhẹ nhàng. Vĩnh biệt chú. Cô Tư, cô Tư có chuyện gì vậy hả chú Tư? Cậu hai đã đi rồi. Đi rồi? Tôi cũng không biết nữa. Anh đi đâu đó một chút anh về. Mấy người làm gì mà quan trọng dữ vậy? Cậu hai đi luôn đó. Đồ đạc cậu đã mang đi hết rồi nè. Tư, anh có để thư từ gì lại không? Dạ thưa có nè. Đâu? Đưa đây em. Ngọc Lan, Trọng Bình, anh ra đi không bao giờ trở lại. Đừng tìm kiếm. Chúc hai em vui vẻ hạnh phúc. Vĩnh biệt. Tại sao lại vĩnh biệt? Tại sao lại là vĩnh biệt? Ngọc Lan, Ngọc Lan. Anh hai, anh Khang, đừng bỏ em. Đừng bỏ em anh Khang ơi. Đi rồi. Đi thiệt rồi. Vậy mà anh hứa là không bao giờ anh bỏ em. Anh nói dối em. Ngọc Lan. Ba thật quá nhẫn tâm tàn bạo. Ba đã trực tiếp giết quan ông nội, đuổi bác hai, làm khổ mẹ con. Cháu Yên, chuyện người lớn đã qua rồi, cháu đừng hỗn với ba mà mang tội. Nhưng mà cháu không cầm lòng được. Theo lời kể của ông á, thì mẹ cháu yêu bác hai tha thiết. Vậy tại sao trong lúc bác hai trôi nổi lưu lạc phương trời, mẹ lại chấp nhận kết hôn với ba cháu chứ? Cháu đừng nóng để ông kể tiếp. Cậu hai bỏ đi, cô Tư lâm bệnh nặng, cậu ba có chiều cải hối. Cậu săn sóc cô Tư không quản ngày đêm. Gần nửa năm trời thì cô Tư mới hồi phục lại. Lúc đó không biết gì cô hận cậu hai, hay cô cảm động vì sự săn sóc của cậu ba, mà cô nhận lời cầu hôn của cậu ba.
Tại sao mẹ lại hận bác Hai? Nếu ba không xua đuổi bác Hai á, thì bác Hai đâu có bỏ đi. Việc đó ông không nói nên cô Tư không hề hay biết. Hai người sống bên nhau rất là êm ấm, cho đến ngày mang thai cháu, ông không hề nghe cô Tư nhắc đến cậu Hai. Nếu không vì sự vô ý của ông thì có lẽ không xảy ra thảm cảnh. Hôm đó khi ở vườn trà về, vô phòng riêng của ông ở nhà sau, thấy đồ đạc lục tung tóe, cô Tư đang cầm bức thơ, cặp mắt đỏ hoe. Chú Tư, tại sao chú giấu bức thơ này? Nếu cháu không vào dọn dẹp phòng chú, có lẽ cháu còn hận anh Hai đến suốt đời. Dạ xin lỗi cô Tư, tại cậu Hai dặn tôi không được nói cho cô Tư biết. Lỗi phải làm gì, khi mọi việc đều gian dở, cháu đã là vợ của mình, đã mang trong mình dòng huyết thống của anh ta. Dù cháu có gào khóc kêu la thì mọi sự cũng đã an bài. Chỉ xót thương cho người đang trôi nổi lạc loài. Giờ này anh đang làm gì, đang ở nơi đâu, biết có ai để trao gửi nỗi sầu của người lỡ thứ tha. Sẽ ở mãi bên em, nhìn em vui hạnh phúc. Trong ánh nắng ban mai, má em hồng như cánh hoa. Dầu qua ngàn bão giông, đài qua kia vẫn tươi vẫn hồng. Cô Tư và cậu Ba đã nên vợ nên chồng, chắc cậu mừng lắm, sẽ quay về đó. Nhưng khổ biết làm sao mà nhắn cậu đi. Chú Tư, thôi chú đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Cháu hiểu, để tế linh thần. Anh Hai chính là vật hy sinh đó. Chú Tư, sao lòng cháu tự nhiên đau nhói? Con ơi, có phải vì con đang xót thương cho mẹ nên muốn gấp rút chào đời để được chia sớt niềm đau? Ôi da, đau quá chú Tư ơi. Trời ơi, đau quá, chắc cô sắp chuyển dạ rồi đó. Cậu Ba ơi, cậu Ba, cậu Ba ơi. Mẹ ơi, mẹ. Ngọc Yến, chuyện gì vậy con? Dạ xin lỗi cậu Ba, cháu Yên bắt tôi phải kể về cô Tư cho cháu nghe. Chú kể cũng tốt thôi, cháu nó đã lớn rồi, cần phải nói rõ về cha mẹ nó. Yên, con giận ba lắm phải không? Hãy tha thứ cho ba. Ba có tội với bác Hai và mẹ con nhiều lắm. Người dẫu tha, nhưng trời đất không tha. Nỗi một việc mẹ con bỏ ba một mình cô độc là một trừng phạt nặng nề đối với ba rồi. Mà đừng nói nữa.
Ngọc Yên, từ lúc con lớn lên đến giờ, ba chưa hề tâm sự với con. Con hãy nghe ba nói, nhớ lúc sanh con ra, mẹ con mừng như được ngọc, suốt ngày bồng ấm trong tay, nói cười luôn miên. Ba tưởng như là đời ba đã tìm được hạnh phúc cho mình. Yến vui vẻ, hãy nghe ông đôi lời khuyên dạy, đừng lỗi đạo làm mà con với đứng sanh thành. Chuyện đã qua rồi, càng nhắc càng khơi dậy nỗi đau cho những người trong cuộc. Ông Tư ơi, làm con thì không có quyền trách cha, dầu người có bao nhiêu tội lỗi, nhưng con xót thương cho thân mẹ, đành phải trách trời cao sao để tội cho qua mà không một chút thương tên. Thank you.
ghi nhiều kỷ niệm của ngày xanh. Bác hai con nói đúng đó. Ba và bác hai con như hai củi tre già cằn cỗi. Con là một măng non phải vươn lên để nảy lộc đâm chồi. Bác về mấy ngày rồi chưa thăm mộ ông nội. Con đưa bác đi được không? Dạ được. Chỉ có điều là mộ mẹ con cũng ở bên ông nội á. Bác biết rồi, mộ má ông bà mình cũng ở trên đó hết mà. Không phải, ý con muốn nói là bác ra mộ mẹ con, bác lại buồn nữa đó. Bác hứa rồi mà, có con ở bên cạnh bác sẽ vui tươi, vui thật là vui. Anh hai. Bác. Chuyện anh nói lúc nãy đó. Chuyện anh nói là chuyện vui. Vả lại dự định của chúng mình qua thăm mẹ rồi kết hôn bên ấy. Ba anh đã bàn với bác lâu rồi. Và em cũng vui vẻ thuận ưng. Nay đã chuẩn bị xong thì em lại bâng khuâng. Em nghĩ suy là thế nào? Và cô Hoành, dầu có ông Tư và bác hai bầu bạn, cũng đâu bằng được đứa con yêu, nên em ra đi thật chẳng đành lòng. Chỉ một năm đã quay về, chứ phải đâu là lâu lắm. Bằng kỹ sư rồi là tổ chức ngay đám cưới. Chỉ vì sức khỏe của mẹ anh nên muốn cho bà chứng kiến. Chờ nếu không thì làm ở bên đây, có đủ bạn bè chồng sớm sẽ vui hơn. Trời ơi, đừng có nhắc cái vụ đám cưới nữa mà. Ủa, sao kỳ vậy? Ngọc Yến à, em hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày vắng anh. Em thử lòng anh hay em đã đổi thay? Mình đã quen nhau đâu phải một ngày một bữa, mà nói là không rõ lòng nhau. Anh đừng có tra gạn em nữa có được không? Chỉ vì bao nhiêu chuyện riêng dồn dập đã đổ xuống gia đình này nè, anh có biết không? Chỉ nghĩ đến thôi là em rùng mình kinh sợ, chỉ muốn cạo đầu xuống tóc vào chùa tu để chấm dứt nợ cần. Ngọc Yến là em có điên không mà nói những chuyện tầm phào, anh không kiên nhẫn được nữa rồi. Sự phân ba em ông cũng đang rối loạn trong lòng, anh nói ra ba cũng không biết liệu thế nào. Nhưng ba đã về để gặp mặt bác trai. Trời, vậy là khổ rồi. Em về nhà mới được. Em về nhà. Yến, em phải ở lại đây nói rõ đã. Yến. Yến, con chạy đi đâu vậy? Bác hai, bác phải về nhà với con. Đi bác. Thì ba con cho ông Tư gọi bác về nè, nhà đang có khách. Cậu đây là... Dạ, chào bác. Con là Tường, là bạn trai của Yến. À, vậy là khách ở trong nhà này là ba của cậu. Người lớn đang bàn chuyện của hai cháu. Rồi tại sao lại hai đứa lại ở ngoài này? Dạ thưa bác, cháu và Yến thường hẹn gặp nhau ở bờ hồ, nên cháu mới tìm ra đây. Nhưng không ngờ Yến lại dở chứng như vậy đó bác à. Dở chứng thế nào? Ngọc Yến,
tụi con đã là bạn bè, có việc gì từ từ trao đổi với nhau, nhưng sẽ lời bài dở chứng này chứng nọ. Có việc gì nói cho bác nghe ở đây đi, chứ để về nhà ra người lớn đang nói chuyện mà tụi bay nói bậy bạ là không có được. Thưa bác, cháu và Ngọc Yến là đôi bạn chơi thân nhau từ nhỏ, và hai bên cha mẹ đã định lúc cháu thi xong thì chọn ngày thành hôn. Có mặt Ngọc Yến và cô ấy đã bằng lòng, vì mẹ cháu bị ốm không thể nào về dự lễ nên mới bàn cho hai cháu qua đó một năm. Khi cháu lấy bằng rồi tổ chức đám cưới luôn, chứ vậy thì mọi việc đã êm xuôi, đâu có việc gì mà phải cãi nhau. Bác hai giúp con gỡ rối việc này, con không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân. Ngọc Yến, Yến ơi, chỉ có mấy ngày thôi mà em thay đổi lòng như người ta thay đổi áo. Không một chút xót đau cho người bạn cũ đã từng cùng em biển hè non thề. Đôi viên lúc nào cháu cũng chiều chuộng thương yêu. Cháu đang học dược thì Yến bảo cháu đổi ngành canh tác, cháu cũng nghe theo. Chỉ mong khi thành vợ thành chồng, đồng ý đồng lòng tác bể Yến. Cháu đã nghe kỹ lời của Tường nói hay chưa? Việc gì đã làm cháu đổi thay mau vậy? Yến nói không muốn bỏ bác trai cô độc trong tuổi già, nhưng mà đó chỉ là cái cớ để Yến từ chối thôi bác à. Yến, trả lời bác đi. Cháu Yến, nếu Yến có ẩn tình gì khó nói thì để anh bàn với ba quản lại chuyến đi. Việc người lớn tính đó mà, cháu nói như chuyện con nít đùa chơi vậy đó. Để bác hỏi Yến cho tỏ rõ mọi điều rồi mình bàn lại. Việc hôn nhân vô cùng trọng đại, hạnh phúc cả đời người phải thận trọng trước sau. Cảm ơn bác đã để tâm lo lắng, cháu xin nghe lời của bác. Dù kết quá buồn vui cháu cũng đợi chờ. Kìa, chú Bình và... Dạ thưa bác, dạ đó là ba của cháu. Ủa, họ đi đâu vậy kìa? Mình đến đó đi bác. Coi sóc thật là uổng quá. Lúc ba tôi còn sanh tiền, vườn trà này chỉ có hai anh em tôi và chú Vọng trông nom. Vậy mà phát triển rất mạnh, tới ngày hai lá phải quy tụ cả ngàn công nhân. Từ lúc anh hai bỏ đi, chú Vọng ngày một già yếu, tôi lại không có con trai, cho nên mới tiêu điều như vậy đó. Thôi anh đừng có buồn nữa, anh thì không có con trai, còn tôi thì đến 4 đứa lận. Qua bển đây rồi thằng Tường nó lấy cái bằng kỹ sư, chúng nó kết hôn xong á, nếu anh muốn á là tôi cho nó về luôn đây, phụ giúp với anh canh tác vườn trà. Tôi nói ra là tôi sẽ giữ lời, còn anh thì cũng phải giữ lời mới được. Còn đất trống thì tôi sẽ trồng cà phê và phát triển cho càng thêm thịnh vượng. Nghe nói tôi vô cùng cảm động, dẫu thân bằng biển phụ cũng không hơn.
ngó nên chồng nên vợ thì tôi biết anh đây đâu còn gì là xa lạ. Anh không có con trai thì có thằng Tường là con rể, rể cũng như con có khác gì đâu. Ngọc Yến ơi, con có nghe rõ những lời hai ông già đang đặt cả hy vọng vào hai con? Bác ơi, lòng con đang rối như cuộn tơ giò, bác nói thế nào cho con khỏi đắc tội với bề trên. Chú ba, tụi nó đây nè. Chào anh. À, xin giới thiệu với anh, đây là Trọng Khang, anh tôi. À, anh hai à, còn đây là ông Tiến Phát, giám đốc hãng cà phê Kim Sơn, và là anh xui của em đó. Hân hạnh được biết anh. Nghe nói anh đi xa mới về. Vâng, tôi mới về mấy ngày. Nghe công việc chú bàn tính với em tôi nãy giờ tôi mừng hết sức. Kiển, sao không đến chào bác đi con? Con gái thời nay mà còn e lễ cái nỗi gì. Dạ chào bác. Dạ con định ra cho Yến hay ba lên rồi con về liền. Tại bị nói chuyện dứt không được phải không con? Từ hôm cháu Yến nó thi xong về nhà là tuần nào nó cũng lên đây. Chà, cái bọn trẻ nó làm cho cái tuổi già này nó cũng nôn luôn vậy đó. Nên tôi tính gấp tình ngày đi đưa tụi nó qua luôn, để tôi gặp lại người vợ yêu. Bà đang chữa bệnh nơi phương trời dịu dời đã hơn một năm ròng, xa con xa chồng. Nghe anh nói vợ chồng anh hạnh phúc mà tôi ham, cầu mong tụi nó được như anh, duyên tình thắm đượm trên hòa dưới thuận. Một năm chẳng có lâu gì, đi mau rồi quay về. Nhưng thưa bác. Thôi. Nhưng nhị cái gì nữa, tao đã nói hết rồi. Bây giờ tao lo đi về, để rồi ba còn phải điện nói chuyện cho mẹ con hay. À, thưa anh hai. À, chào anh xui. Thôi chào bác chào ba rồi về con. Ba ơi, bác ơi, xin chớ vui mừng hớn hở làm con ngỡ ngàng. Sự tình thay đổi thật lòng con chẳng ngờ đâu thế này. Thay đổi hả? Bởi vì ai? Sao nghe như trời dậy sấm vậy mày? Đừng nghe chi lời trẻ nói điên, mình xui gia người lớn với nhau. Nhưng mà con sanh sự rồi phải không? Nếu như làm mất mặt tao, từ nay hết nghĩa cha con, tao sẽ từ mày đi. Yến, Yến ơi, tại sao vậy chứ? Mặt nước hồ thu đang phẳng lặng, em quay lên cho nổi sóng ba. Chịu trách nhiệm nè, lo cho hoàn tất mối duyên này. Cảm ơn bác trai. Bà nghe rồi đó, đâu phải tại con đâu. Thôi mình về bà ha. Tôi chào anh hai. Chào anh xui. Ôi đúng là cái tuổi con nít mà nó làm vậy mình hết hồn hết vía với nó vậy đó. Ba của cháu Tường nói chuyện cởi mở quá chứ. Tánh tình của ảnh từ đó giờ vậy á. Còn Yến cô phước lắm mới làm dâu nhà ảnh. Anh hai à, tụi nó hôm nay chắc là có chuyện gì rồi đó. Nhất là con Yến à. Chú yên tâm đi, không có gì đâu. Thôi vô nhà nghỉ đi, để tôi nói chuyện với nó. Dạ.
Ngọc Yến nó có chuyện gì mà lại muốn thối thác với thằng Tường? Ngọc Lan, một năm trời làm vợ Bình, em thật có hạnh phúc hay không? Nếu hôm ấy em không đọc bức thơ của anh để lại cho chú Vọng, em có quên hẳn anh không? Trời ơi, không lẽ tôi là người đã mang lại sự bất hạnh đến cho gia đình này sao? Bác Hai, bác đang nghĩ gì vậy? Bác Hai, à, không, bác có nghĩ gì đâu. Ông Tư nói ngày xưa bác rất ưa uống mật dâu, nên cháu pha cho bác nè, bác uống đi. Cảm ơn con. Con pha cho ba con chưa? Dạ rồi, nhưng mà ba con không thích uống mật dâu. Mà mỗi khi mệt mỏi á, ba thường uống một ly cà phê và hút một điếu thuốc thơm, rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đó là thói quen mỗi người mỗi ý. Bây giờ bác chỉ uống trà thôi, còn dù mật dâu nó đã qua rồi. Mấy mươi năm lưu lạc xứ người, chỉ thích uống trà để nhớ lại cô hương. Đã là thói quen thì sao thay đổi được? Có phải bác không muốn làm bận liệu giao con? Bác về đây chỉ có một mình quen thuộc thâm tình, cháu phải lo thôi. Nhưng cháu đâu có lo cho bác đến suốt đời. Đừng có tập chỗ bác thành thói quen. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ bác muốn hỏi con, tại sao con lại từ chối việc hôn nhân với thằng Tường? Con có bạn khác à? Bác đã thấy rồi đó, con có quen ai ngoài Tường đâu. Nhưng con bỗng dưng con lại thấy ghê sợ việc hôn nhân. Con không muốn đời con phải bị trói buộc vì nó. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy mà con bảo là ghê sợ à? Sao kỳ vậy? Bác thấy tốt đẹp thật sao? Thì chứ còn gì nữa. Cha mẹ Tường là người hiền đức nè. Tường đẹp trai, hiền hậu, sắp đậu kỹ sư. Cha mẹ Tường lại cho lo cho Tường ở rể để mà trông nom cái sản nghiệp cho nhà vợ. Một cuộc hôn nhân như vậy mà con chẳng hài lòng. Bác thật không hiểu nổi. Có phải ý bác muốn con phải chấp nhận lấy anh Tường như ngày xưa bác đã tác thành cuộc hôn nhân của ba và mẹ con, phải không bác? Ngọc Yến, con... Bác để cho con nói đã. Con hỏi bác, có khi nào bác nghĩ là vì cuộc hôn nhân đó mà mẹ con phải mất sớm không? Ngọc Yến, con không nên đem cuộc hôn nhân của ba mẹ con mà so sánh với con và Tường. Chuyện của ba mẹ con và bác đã qua rồi. Và lại, từ nhỏ mẹ con đã có bệnh tim. Nhưng nếu mẹ con không gặp một cảnh tình ngang trái đau thương, thì bệnh tim đâu có tàn phá thân bà để sầu hận và tóc tan. Trầm phố lên mái gia đình, dâu thề đánh vậy. Có khác chi con đuổi bác thêm một lần? Ngày xưa cũng bởi cảnh tình này bác đã bỏ nhà ra đi. Yến à, bác khuyên con, thế hệ trẻ của các con ở đầy tương lai sáng lạng, phải hướng lên nhìn về phía trước, đừng dẫm lại bước chân xưa. Và lại bác đâu có gì đau khổ như con tưởng. Có tội là ba con kìa, mất vợ đã bao nhiêu năm á, mà còn một mình dò dỏ. Còn bác thì sao?
À, bác thì... À, bác cũng không giấu giếm gì con. Bác đã có vợ 10 năm nay rồi. À, bác có vợ? Con không tin. Không tin thì cũng phải tin thôi. Vài hôm nữa bác gái sẽ về đây đó, thăm gia đình. Kìa, Ngọc Yên, Ngọc Yên. Vậy cũng xong. Alo, alo, Hà đó hả? À, Khang, Khang đây. Ngồi uống trà với chú, tôi lại nhớ ba hồi đó. Chú với em Lan đi học, nhà chỉ có tôi với ba. Rồi sáng nào chú Tư cũng pha ấm trà ngon. Tôi ngồi uống với ba, rồi nghe ba kể chuyện đời. Riết rồi tôi ghiền trà luôn. Mai mốt con Yên đi lấy chồng, nhà này còn em với anh và chú Vọng, ba ông già trong ngôi nhà cổ, càng trống lạnh quạnh hiu. Con gái lớn phải có chồng chứ, bộ chú không muốn nó có chồng hay sao, không gả hả? Buồn tình nói vậy thôi, chứ sao lại không gả anh? Ờ, mà anh Hai à, anh nói chuyện với nó ra sao rồi? Năn nỉ nó muốn rác cổ họng. Nó viện hết cớ này rồi đến cớ kia, rồi cứ bỏ đi. Dường như hả, nó muốn giận tôi nữa đó chứ. Con nhỏ thiệt. Ơ kìa, anh Khang. Ha, em tới rồi hả? À, vào đi em, vào đi. Đây là chú Bình, em trai anh. Nè, chị dâu chú đó đó. Cổ là em gái của viện trưởng bệnh viện Quế đó. Dạ, chào chị. Anh Hai bí mật ghê. Cô chị Hai mà không có cho gia đình biết nha. Về mấy ngày nay rồi lu bu hết việc này đến việc nọ rồi, có rảnh rang đâu mà nói. Sao à, tìm nhà có cực khổ lắm không? Nói cho anh nghe coi. Dạ dạ chưa vô đây lần nào nên tìm cũng hơi khó. Nhưng đến Lâm Đồng hỏi sở trà này thì ai cũng biết. Đây có phải là chú ba mà anh thường nhắc nhở đó không? Ừ, đúng rồi. À, tôi chỉ có hai anh em thôi. Chú là ba của cháu Ngọc Yên. Yên, chào bác gái đi con. Chào bác gái. À, cháu xinh quá. Sắp gả chồng rồi phải không? Dạ phải. Chị Hai ơi, chị đi đường xa mệt mỏi rồi, hãy vào trong rửa mặt nghỉ ngơi rồi mình nói chuyện sau nha. Dạ cảm ơn chú. Ây, cha ơi, từ Quế vô đây ngồi cả mấy ngày đường mỏi mệt quá. Để anh đưa em vào phòng nghỉ nha. Bác Hai còn giỏi thiệt, bác gái còn sang cả đài cát y như một mệnh phụ. Con thương bà quá. Yên, con sao vậy? Bà ơi, nhìn bác Hai vui vẻ trong hạnh phúc, con nghĩ mà thương chú ba. 18 năm trong sầu đau cô quanh, để nuôi con và thờ phượng một hồn. Vậy mà bây
một người chẳng giữ dáng tình chung. Con ơi bác ai đã một đời cơ khổ gian nan, cũng phải cho bác một ngày thanh thơi yên ổn. Còn ba đã có con là niềm vui lại sống, còn ở mãi bên ba là ba mãn nguyện rồi. Chi lúc lớn lên tới giờ con mới thấy bà con nội ngoại gì tới lui cả. Thân nhân mình ở tận miền Trung đã mất hết vì mấy năm thiên tai bão lụt. Thôi bỏ đi, giờ con hãy cho ba biết ý của con thế nào về việc hôn nhân. Ba, con chẳng biết sao mọi việc cứ do ba. Giờ con chỉ có ba là người con yêu nhất trên đời. Ba định sao thì con cũng tùy ý, miễn ba được vui sống lúc tàn niên là con sẽ dâng theo. Ba không ngờ mọi việc rất êm xuôi, ba chỉ lo con chẳng có thuận ưng. Vì đây là hạnh phúc cả một đời mà ba không nỡ đành ép uổng duyên con. À, ba yên tâm đi, con chịu thiệt mà. À, con vui lắm. Anh ba tính gì thì tính đi ha. Con đi hái trà với ông Tư nghe ba. Ngọc Yến, con có vui thật không? Trên không nhãn lững lờ, oanh cũng thờ ơ, bướm cũng thờ ơ, chồi ngô gió thổi lá bơ sờ, mai ủ hình thơ, trúc trúc ủ hình thơ. Thơ anh làm đó à? Không, thơ của nhà chí sĩ Phạm Thái, trong lúc ngẫu hứng anh chép ra đó mà. Lời thơ u uất nhưng khó hiểu quá. Khó hiểu như tâm trạng của anh. Anh có gì khó hiểu đâu. Hà đừng có đoán mò mà. Thôi khuya rồi, em nên ngủ đi. Anh mới cần ngủ đó. Ngày mai là buổi tiệc tiễn cháu Yến lên đường. Anh thức khuya như vậy, ngày mai sắc mặt sẽ khó coi lắm. Khó coi thì đã sao? Thì anh sẽ bị mọi người bàn tán vì thái độ khó hiểu. Là tại sao anh có bộ mặt u sầu trong buổi tiệc mừng cháu gái du quy? Tiệc đó cũng đâu có gì lạ, đã gần
gũi bên nhau phải buồn khi ly biệt, nào phải riêng anh mà thiên hạ phâm bình. Đừng giấu giếm nhau, em quá hiểu anh rồi. Anh đã cố nén lòng ngăn chặn một niềm đau. Anh có xem tiểu thuyết đề tên Xuân Nguyệt của một nữ văn sĩ Mỹ, truyện rất tuyệt vời. Anh đã xem, nhưng Hà đã nghĩ sai rồi. Anh không hề giống nhân vật của bà ta. Chuyện viết về tình yêu bác cháu rất đáng thương nhưng lãng mạn vô cùng, của những nhà quý tộc Trung Quốc thời xưa. Mình chẳng nên chú ý làm gì. Em xin lỗi đã nói những lời không đẹp, nhưng vì thương anh nên cứ thắc mắc mãi trong lòng. Vậy anh đã yêu ai, khổ vì ai trong gia đình này? Anh yêu một bóng hình không còn ở trần gian. À, vậy thì em hiểu rồi. Anh yêu mẹ của cháu Yến, mà cô ấy lại lấy em trai của anh. Nhưng còn việc gì sao em phải về đây rồi cháu Yến mới chịu lấy chồng? Đó là một việc khác nữa, để hôm nào anh sẽ kể cho em nghe. Thôi bây giờ em vô phòng nghỉ đi. Đêm nào anh cũng ngủ ở phòng khách. Vợ chồng cái kiểu này của ngài. Hôm nay là ngày vợ chồng con Yến về. Cậu không ăn uống gì làm sao có sức để mừng tụi nó? Hả? Vợ chồng con Yến về thật à? Vậy mà cô không chịu nói cho tôi biết nữa. Em gọi mãi mà anh có chịu mở mắt đâu. Đưa cháo cho tôi ăn, Rồi lau mặt mũi cho tôi, rồi đưa tôi ra ngoài đó đón nó. Vâng, chú Tư giúp cho ảnh ăn cháo đi. Cháu đi pha nước ấm cho ảnh. Mợ hai, cậu hai trong lúc bệnh hoạn nên bực bội, mợ đừng buồn. Không sao đâu chú Tư, tôi chịu đã quen rồi.
Cậu ăn cháo đi rồi nằm nghỉ một chút. Mợ hai đem nước nóng vào cho cậu rửa mặt. Tôi ra dặn thằng Lực nó dọn phòng cho hai đứa nhỏ. Dạ, cháu ăn xong rồi. Chú đi lo công việc đi chú. Cậu hai ơi, cậu hai à. Chú à, chú muốn nói gì với cháu? Cậu hai, dầu mợ hai đối với cậu là thế nào tôi cũng không dám hiểu. Chỉ biết là từ lúc cậu nằm bệnh đến nay, mợ hai đã bỏ ngủ quên ăn, ngồi mãi bên giường cánh lủng đèn khuya. Cậu đừng nên phủ nhận tình nghĩa người ân mà êm ái nói năng. Mợ hai là người hiền phụ, sẵn sóc yêu thương trọn đào tam tâm, mà cháu thì riêng hổ phận làm chồng. Cảm ơn lời chú đã dạy khuyên, nhưng cháu có nỗi niềm riêng, còn ơn thâm nghĩa chồng của Hà trọn kiếp cháu ghi lòng. Thôi tôi chỉ có mấy lời tâm sự, viết nhà cậu ráng mà tính tôi. Dạ, cháu biết rồi. Chú Tư ơi, chú Tư, vợ chồng con Yến nó về tới rồi nè. Dạ. Ông Tư, ông có nhớ con không? Nhớ chứ sao không. Còn một người nữa nhớ con hơn ông nữa kìa. Ba chứ ai, con biết rồi. Ba con thì nói làm gì, bác hai nhớ cháu mà sanh bệnh đó. Chú à, ngày hôm nay anh hai có chịu ăn uống gì không? Cô Hà ép hết thôi, cậu đâu có chịu ăn. Đến khi nghe tin vợ chồng Yến về, cậu mới chịu ngồi dậy ăn miếng cháu. Bác hai bệnh thật hả? Ngọc Yến. Dạ. Cháu mới về. Dạ. Bác hai đau thật hay giả? Chứ nhìn không biết sao. Thanh Hà, cháu nó mới về, đừng có làm phiền nó. Ngọc Yến à, sao cháu về mà có một mình, còn cháu Tường đâu? Thưa bác, anh Tường và ba chồng con ghé nhà trên Sài Gòn, chiều mai ảnh mới về đây. Bác hai bệnh sao mà xanh quá vậy? Bệnh xoàn thôi con à. Thấy con về vui vẻ tươi tắn là bác khỏe ngay. À, em giúp anh vào phòng mang giá vẽ ra. Chú Bình, chú Tư, đưa tôi ra ngoài sân ngồi cho nó thoáng. Ở trong nhà này nó chật hẹp quá. Tôi muốn nhìn rõ mặt cháu Yến trong lúc này. Vẽ cháu và mẹ cháu à, đẹp quá à. Cháu và mẹ cháu y như là hai chị em ruột vậy đó. Anh ấy đã vẽ xong từ nửa năm nay rồi, nhưng không cho ai thấy, đợi cháu về mới cho xem đó. Bác đã vẽ xong, nhưng mà còn phải chấm phá vài nét nữa. Con hãy ngồi xuống đi, để bắt tô thêm màu hồng vào đôi má, điểm vào đôi mắt to đen thêm long lanh ngời sáng của cô gái vừa tận hưởng một hạnh phúc vô bờ. Trong những ngày quan lạc ở trời xa, tung tăng rời xa cố hương nay đã quay về.
trong mái nhà cô Hoành. Đã một năm đợi chờ hết tháng kia đến tháng nọ, chờ mãi đến hôm nay thì giờ anh đã thỏa nguyện rồi. Anh vẽ hai người đẹp trong đời mà anh luôn thương luôn nhớ, nhưng chỉ đứng xa để nhìn mà không bao giờ dám với. Bác hai, sao bác lại nói nỗi niềm riêng với bác gái chứ? Bác à, bác thích làm cho người ta đau khổ phải không? Ngọc Yến, cháu chớ lầm, tôi không phải là vợ của anh Khang. Bác không phải là vợ của bác hai? Phải, 10 năm trước đây, sau chuyến làm ăn xa, anh Khang quay về dừng chân tại quê. Anh gặp lại người bạn cũ là anh của tôi, đang làm viện trưởng bệnh viện nhi đồng. Tha hương ngộ cố tri, hai người bạn thân thiết không thể rời xa nhau nữa. Anh Khang đem tất cả số tiền dành dụm hợp với anh tôi mở một viện cô nhi và đem tôi vào làm hộ lý. Ngoài việc săn sóc cho đám cô nhi, tôi còn là một y tá riêng cho anh Khang. Những khi cái trời trở gió, từ ấy đến nay tình bạn bè chỉ bấy nhiêu đó. Không bớt không thêm cả những khi chung gối chung phòng. Tròn bổn phận chứ đứa cháu gái mà anh xem như ngọc như vàng như là lẽ sống của đời anh. Bác ơi, chị hai ơi, có phải chị đi yêu anh ấy với mối tình vô vọng nên nó chấp nhận vì anh làm một việc hy sinh? Chị hai ơi, chị đâu phải là thân nhân mà cam lòng đâm dây ta vô duyên vô phận lên mạng đời. Cũng chỉ là một người phàm tục như anh Khang thôi. Anh ấy không phải vì chú, vì Ngọc Lan, vì cháu Yến mà hy sinh cả một cuộc đời sao? Không, không, đó không phải là hy sinh. Tôi chỉ làm tròn bổn phận thôi. Đúng, em cũng như anh đã làm bổn phận nãy. Nhiệm vụ ở đây em đã lo tròn. Em phải quay về xứ sở, đợi đang chờ. Em là người hổ lý mà các em mong từng phút từng giờ. Thanh Hà, em giận anh đó à? Em không thích nghe những lời nói thật của anh sao? Không, không lúc nào em hờn giận anh cả. Nhưng nay vợ chồng cháu Yến đã quay về gia đình vui đoàn tụ, việc có em hay không đâu có gì quan hệ. Hơn nữa, chúng ta chỉ là nước bèo tương ngộ, việc chia ly là thường sự, xin anh chớ bận lòng. Mười năm trời ở bên nhau, cay đắng sớt chia, ngọt bùi chung hưởng, mà em lại nói là nước bèo tương ngộ, dầu không duyên nợ cũng nghĩa bạn bè. Vậy chứ anh biểu em phải làm sao đây? Xin bác hai, cô Hà, đừng tính việc đi đâu cả. Bác và cô hãy ở lại đây cho vợ chồng con sống ấm vùng giường.
hối hận ăn năn thì đã muộn. Từ nay con sẽ lo cho bác như người cha ruột, với tất cả lòng trọn vẹn yêu thương. Mới sáng sớm anh ra đây làm gì? Không sợ nhiễm sương à? Chú Bình, chú Vọng đã yên nghỉ theo ba, còn Hà thì cũng bỏ về ngoài đó. Mỗi lần vợ chồng con Yến đưa con về thăm nội thì nhà lạnh lẽo như cái chùa. Buồn, buồn quá. Tôi không ra đây, tôi còn đi đâu nữa chứ? Anh em mình đã già cả rồi, số muộn gì cũng phải ra đây thôi. Ở nhà uống trà, nói chuyện với nhau thì vui hơn không? Anh hai, anh này vẽ tranh đó à? Mắt mờ tay rung mà cũng ráng vẽ cho được. Những ngày lưu lạc ở xứ người, tôi đã lấy việc vẽ tranh làm niềm vui cho mình.
xưa của mình đó. Mấy chục năm mà anh còn hận cái thằng em này sao? Đúng là vẻ mặt của em lúc đó đáng ghét thật. Bình, chú lại nói bậy rồi. Ở bên chú đến già mà chú cũng chưa chịu hiểu anh nữa. Xin lỗi, bỗng dưng anh lại vẽ bức tranh này, cho nên em mới nói vậy thôi. Ngồi bên mộ ba, tôi bỗng nhớ lại ngày hôm ấy. Lòng nghẹn ngào đau thương, thơm khúc côi bao giờ trên đường mưa bão chẳng ai. Nhờ ba cứ đêm về ơn dương dùng suốt đời. Mỗi hận trong em lấy cuồn cuộn dâng tràn. Nhớ lại chuyện xưa mà sao cay đắng phũ phàng. Anh đã vì gia đình vùi chôn bao mộng tưởng, không nghĩ đến bản thân mình mà chỉ nhớ đến nghĩa trọng. Sự sản này, đất địa này, vợ chồng cháu Yến đã phát triển vườn trà, vườn cà phê, sung túc phì nhiêu như vậy rồi. Tôi đâu có còn mơ ước gì nữa chứ. Em biết anh còn mơ ước một việc. Việc gì? Xây cất viện cô nhi, đúng chưa? Đúng rồi. Nhưng chỉ cần khoảng đất nhỏ kế bên nhà mình nó là đủ. Để khi vợ chồng con cái nó đi đâu, tôi và chú sẽ không buồn gì trong dân hoành yêu. Anh lại hờn mẹ con Yến phải không? Con nhỏ này tệ thiệt, đi không để đứa con nào ở lại hết. Nhớ này nhớ nọ là chuyện của người già chú. Chú nhớ viết thơ căn dặn Thanh Hà, phải giữ trữ giai mệnh lỗ nhiều mũi gao, để không còn có trẻ đôi con thiếu áo. Đó là nguyện vọng của anh từ lâu rồi. Bà
Lan. Kìa, anh hai, anh sao vậy? Trời ơi, anh hai. Sao anh lại ra đi? Ôi à, anh không đợi con Yến nơi về sao? Anh hai, ngờ lời căn dặn của anh lại là lời trắng trối. Lúc ra đi để cùng em dính biệt muôn đời, bên mộ gia đình, bên cạnh người thân. Xây bên nhà một viện cô nhi, tiếng nói giọng cười của trẻ thơ sẽ làm cho vong hồn anh không còn trong lạnh. Anh hai ơi. Rồi bỏ vô áo.
Dạ thưa bác Chính. Lưu nào đây? Dạ cháu là con Khôi nè bác Chính. Khôi? Dạ. Khôi nào tao không nhớ cả. Dạ cháu là con của phải con Khôi, con gái của anh Tám Kỳ đây không? Dạ thưa bác đúng rồi. Lâu quá không gặp bay, tao muốn quên nữa chứ. Phần cặp mắt tao lúc này sao nó lem nhem quá. Anh Tám lúc này khỏe hả cháu? Dạ cảm ơn bác Chính, ba của cháu vẫn khỏe mà. Bây có chồng hồi nào vậy? Dạ tôi bác Chính, cháu chưa có chồng mà bác Chính. Chưa có chồng? Dạ cháu chưa có chồng. Chưa có chồng mà sao tao thấy anh? Dạ thấy gì bác Chính? Tuổi trẻ bây giờ. Dạ thưa bác, tại vì cháu. Thì tại cháu chứ tại ai. Nhưng mà bác nói cháu nghe, bác đâu phải bà con họ hàng, cho nên chuyện của cháu thì cháu lo, cái chuyện con nít bác đâu dám dự vào. Thôi bác đi nghe cháu. Bác Chính à? Bác Chính. Dạ. Trời đất ơi, bị cái trái banh mắc dịch này nè mà bác Chính trẻ bác tưởng đâu mình có bầu chứ. Ai thuở đời nay con gái chưa có chồng mà có bầu à. Cái chị hai này nè chỉ hại mình mà, liền bỏ phức nó cho rồi đi. Ê chết cha, có người tới nữa. Ủa Khôi. Anh Lóc. Ủa anh ở Sài Gòn mới về hả? Ừ, anh về đám giỗ ông ngoại. Em đi đâu đó? Em đi trầu cho má em. Đi mua trầu? Dạ. Đi mua trầu xong đi. Ngồi đây làm chi đây? Em sao? Đau bụng hả? Dạ có đau bụng hết á. Tài thiệt mà, mới xa nhau có mấy tháng à vậy mà khi gặp lại nhau thì em đã khác lạ. Cô con gái mỹ tho bây giờ cái bụng tròn vo. Anh Lóc à, em đã có nơi thì em đã yên bề duyên phận. Còn tôi cay số không ai, tôi không dám trách ai. Thôi chào cô ạ. Khoan, anh Lóc à, nghe em nói nè. Anh Lóc. Nói cái gì nữa mà nói? Khôi, mặc dù cho em có nói trăm ngàn câu nói, tôi cũng gác bỏ ngoài tai những chót lưỡi đầu mối. Tôi nghĩ lại mà thương cho thân phận của tôi, làm một kẻ bỏ mồi bắt bóng, trong khi ở đô thành không biết bao nhiêu người mong được cùng tôi đắp xây lâu đài hạnh. Nhưng tôi vẫn thờ ơ quay lưng ngoảnh mặt, vì tâm trí mãi nhớ thương một hình bóng từ quê nhà. Mới một lần yêu mà tôi tận tới già. Trời ơi, trước kia tôi yêu người ta tha thiết, mà bây giờ tôi lại sợ người ta như quỷ như ma. Mới đi mấy tháng ở nhà tan quang, người ta có phước có gian, nhiều anh gắm ghé nên phải mang cái bụng bầu. Thôi chào cô ạ. Anh Lóc ơi, dạ không phải đâu anh Lóc à. Anh Lóc ơi, đây nè, trái banh đây nè, chứ không phải đâu anh Lóc. Trời ơi, anh bỏ em anh đi thiệt sao anh Lóc? Em đâu có bầu hồi nào đâu mà anh nỡ nào anh bỏ em anh đi vậy anh Lóc ơi. Anh Lóc ơi là anh Lóc ơi. Khôi, sao em ngồi đây rồi khóc vậy? Chị hai hả? Hả? Em biết rồi, bắt đền chị đó. Bắt đền? Bắt đền cái gì? Em ôm trái banh trước bụng, em gặp anh Lóc ở Sài Gòn về, anh tưởng đâu là em có chữa. Anh xài xẻ em một hồi rồi cái anh bỏ đi tuốt luôn. Trời ơi. Chị còn
mồm miệng đâu mà em không nói đó là trái banh. Em chưa có kịp nói, anh đã bỏ đi tuốt lút, bỏ em một mình. Em chỉ bắt đền chị đó. Trời ơi, con gái đàng hoàng vậy mà người ta lại nói em có tài, có tước hay là không chứ. Ôi, giận gì mà lãng xẹt à. Tại em cắm cái họng để chị chạy theo kêu thằng Lóc lại đây. Lóc ơi, Lóc, cái banh không phải có chữa. Lóc ơi, Lóc. Tại vì mày mà anh Lóc bỏ đi. Tại mày nè, tại mày. Đi đâu đó? Dạ, cháu đem thơ qua mọi nơi đóng chuyền trà cú thi đấu với xã mình đó gì. Vậy hả? Chừng nào vậy con? Dạ, và chủ nhật tới ngày 12 là ngày giỗ của nội con. Má con sẽ mời luôn đội banh. Dạ, má mày coi bộ lúc này sơn tụ à ngang. Để tao xúi má mày bả làm bầu bóng tròn. Dạ, nói gì chứ làm bầu đội bóng á, má con thích lắm. Con đi nghe gì? Khoan đã, ăn chén tàu hủ đi rồi đi. Gấp gì con? Nè, ở đây nắng lắm. Lên kia đi, có bóng cây rồi dì múc cho con chén tàu hủ. Ăn đi rồi đi, cũng không muộn nha. Dạ. Đi. Anh đời. Gì? Ráng chỉ giùm em đi anh đời. Giúp em đi anh đời. Mày muốn làm thủ môn phải không? Dạ. Làm thủ môn á, phải có tài phản xạ cho lẹ không? Dạ. Phán đoán cho chính xác. Dạ. Bây giờ ta làm thủ môn nha. Mày đá trái phạt đền. Dạ. Để banh cho ngay ngắn đi. Đá hả anh đời? Ừ. Để ngay ngắn hả anh đời? Rồi. Anh đời chụp phải không? Đá đi. Em xuống nè. Rồi bắt đầu nha anh đời. Đừng luôn nhau. Rồi. Đá. Đó. Thấy không? Phóng tới ôm gọn. Bây giờ tới mày. Rồi. Lại khung thành mày làm thủ môn. Tới tao đá. Tới anh đá hả? Chứ sao? Anh đá nhẹ nha anh đời. Trời đất ơi, thằng này nó muốn làm thủ môn mà nó nhát quá, sao nó làm thủ môn được trời. Dạ anh đời. Lẹ lên. Giờ bắt đầu không anh đời? Chuẩn bị nha. Dạ. Xong chưa? Dạ rồi anh đời. Trời ơi. Nhẹ nhẹ anh đời. Chuẩn bị nha. Tao sút nha. 1 2 3 sút nè. Tâm ơi, Tâm, có nhà nó không? Có, có. Chị Mười, bữa nay không đi bán sao chị Mười? Ủa sao con mắt bên trái của chị bầm tím hết vậy? Bộ bị thằng cha nào thôi hả? Thằng cha nào mà thôi tôi, thằng cha đó tới số à. Chứ sao không mắt bầm nữa? Thằng đời, con anh đó. Thằng đời làm sao? Nó đã banh chứ làm sao. Anh nghĩ coi, tôi vừa mới gánh cầu ra đường, mới hừng đồng sáng, chưa bán mở hàng, gặp con mít đi ngang, tôi mời nó ăn mới múc ra. Nó mới đưa lên miệng thì tôi nghe một cái bệnh, một cái bánh ở đâu văng trúng đổ tùm lum. Cái bánh văng trúng hả? Chứ sao, thằng con anh nó đá ngay cái chén tàu hủ à, văng vô mặt tôi luôn à, muốn chén bể đó trời à. Vậy lỗi tại chị. Anh này nói sao nghe lạ quá à. Sao lỗi tại tôi chứ? Chứ chỗ bán sao chị nhè chỗ người ta đá banh, chị ngồi đó chị bán. Ủa, anh này nói chuyện nghe không vô rồi. Sao vô chứ không vô? Giờ chị nghe tôi hỏi nè, chị ngồi chị bán ở chỗ nào nè? Điều tra chi kỹ vậy? Ở phía sau khung thành. Chị đúng là chị có lỗi vãi quá rồi. Tôi nói cho chị nghe nè, khung thành là chỗ ăn thua quyết liệt, chết sống gì không phải đá cho lọt vô khung thành. Ai biểu chị ngồi đó chị hưng, gặp tôi cho chị gãy răng luôn. Ôi tưởng sao, nói cho anh rầy con anh, ai về anh cũng một xuồng với nó hả? Chưa gì cái mặt giận trời ơi, mặt giận nó giống tàu hủ bể ghê. Nói giận ấy chị cho vui thôi, để rồi tôi rầy nó nghe. Chén dĩa đổ bể hư ha bao nhiêu à, tôi biểu nó đền cho chị. Chị cảm phiền nghe chị Mười. Tôi không có giận cái vụ nó đá banh trúng tôi. Chứ sao? Nhưng mà tôi giận có cái là nó đá phạt đền không có điều nghệ chút xíu nào hết trơn á. Trời đất ơi trời, chị biết đá banh hả? Chị biết đá phạt đền hả? Ôi xin đồ bỏ. Nè,
Anh lấy trái banh ra sân đi rồi tôi biểu diễn cho anh coi ha. Trời đất ơi, thiệt hả? Chứ sao? Trời ơi, chuyện này độc đáo thiệt ha. Rồi rồi, chờ tôi đi lấy banh nghe. Mau nghe. Rồi, hả? Bây giờ anh kiếm cho tôi hai cục gạch đi, rồi làm hai khung thành. Trời ơi, con mẹ này đành thiệt, con mẹ này đành thiệt. Rồi, chờ, chờ, hai cục gạch, mau. Rồi, rồi, vừa rồi đó, hai bên rồi. Xong rồi hen. À. Rồi, giờ anh làm thủ môn đi. Thủ môn hen. Ráng chụp nha. Rồi, chị đá hen. Quyết. Cách. Lương có sao không chị Tám? Trời. Sao không chị? Bể cái môn tôi rồi à. Cái bà này khổ bà quá đi. Chỗ người ta đá Phật đền mà đi đâu lang bang đây. Thôi đi vô trong đi bà, để đó tôi biểu trẻ nó dọn dẹp cho nghe. Đi. Tôi xin lỗi nghe chị Tám. Đừng mượn tôi nghe chị Tám. Ây cha, chị đúng là chuyên gia đá Phật đền à. Tôi thấy chị dọn đá chân mặt ha, tôi nhảy qua bên mặt. Ai về chị xúc chân trái sửa lưng tôi ẹo ẹo. Đúng là sư phụ à. Sơ sơ. Bà nhà tôi bà có bệnh yếu tim nên bà làm mệt. Tôi xuống ngồi hay ta kêu nó lên đây chích cho bà ăn mũi. Nè chị ngồi nha. Chị ngồi đó chờ đó uống nước nghe chị Mười. Nha chờ nha. Chị Mười. Chị có làm sao không? Đâu có làm sao. Tôi làm bộ cho ông đi. Tôi với chị ở nhà nói chuyện chơi nè. Chị Mười, chị làm ơn chỉ cho tôi cái kỹ thuật lừa banh cách nào qua mặt bố Phương cái rục coi. Đừng có cho họ lấy banh ở trong chân của mình được. Dễ ợt. Nè chị bước lại đây nha. Bây giờ tôi nói chị nghe. Chị làm bộ lừa banh qua bên phải Nó đón bên phải thì chị hất qua bên trái. Nó đón bên trái á, chị xây lưng án ngữ là nó hết có làm ăn nè. Còn nếu mà nó tri cản ráo riết quá đó ha, chị đánh quất nhẹ một cái thôi, giao banh cho đồng đội đứng sau lưng á, khỏe ra. Hay quá. Còn cái vụ này nữa nè, nếu mà nó lấy được banh rồi nó chạy nhanh ra mình phải làm sao? Kéo áo. Trời, chị nắm áo nó, chị kéo mạnh cái là nó mất trớn liền nè. Nè, mà nếu kéo không kịp á thì chị cứ chọt vô gót của nó. Chọt gót? Mà chị phải cho khéo nghe không? Đừng có cho trọng tài nó thấy là bị thẻ vàng đó. Biết rồi. Nhưng mà nãy giờ chị dạy bằng lý thuyết không à. Bây giờ chị phải thực hành, tôi sẽ tiếp thu liền. Vậy thì mình ra bãi trống ngoài kia, tôi chỉ cho chị vài cách chơi thần sâu. Đâu chị nói sơ sơ tôi nghe thử. Hút vô sườn, đánh vô mặt, đá vô hông. Nhất là khi đụng chạm trước cầu môn, chị làm bộ chị ngã té kiếm ăn quả phạt đền. Hay quá. Tôi với chị đi nha. Đi hai chị em mình đi. Ồ, em Xuân. Anh Bạc. Cha, bữa nay ăn diện đẹp quá ha. Đi thành phố mới về. Thành phố nào? Thành phố Sài Gòn chứ thành phố nào hỏi kỳ. Nói phải nói cho rành. Thành phố Sài Gòn thì nói thành phố Sài Gòn. Thành phố Mỹ Tho, thành phố Cần Thơ không phải thành phố sao? Trời, em sao bắt bẻ quá. Ủa, má đâu rồi Xuân? Má ai? Thì má em chứ má ai? Má em thì nói má em. Nói má ai biết má ai? Nữa, bắt bẻ nữa. Nè, đi thành phố... thành phố Sài Gòn về. Có quà tặng cho em với má em nè. Cảm ơn anh. Mà má đâu rồi em? Nè. Ủa? Trời ơi, ai đập chén dĩa bể hết vậy? Ai đập? Mấy bà giật banh á. Chà, coi bộ lúc này mấy bà mê thể thao dữ nghe. Chứ làm sao, tại cái trận thua Đại An hồi tháng trước nên má em mới cay lắm á. Cay cái gì? Thể thao ăn thua là sự bình thường. Cay cái giống gì không biết không, mấy bà này sự thường sao được. Ai cũng phải lo bảo vệ màu cờ sắc áo của mình chứ. Ôi, rèn luyện thân thể là sức khỏe mới là cái chính. Chứ còn ba cái vũ đó thì... Gặp má em mà anh nói cái giọng đó nè hả, thì có bữa khỏi tới nhà này luôn. Cái gì dữ vậy không biết không? Anh còn hỏi nữa. Bị cái vụ bóng chuyền mà xã Đại An của anh lấn lướt má của em bà tức. Bỏ bóng chuyền bà tập đá banh, mấy tuần nay cứ mỗi chiều chiều. Con gái xóm em với mấy bà già kéo ra ngoài sân banh. Nè, cả tháng nay má anh cũng quyết liệt
môn bóng tròn quyết qua mắt đôn xuân. Từ chạy đua xe đạp bóng chuyền, xã em chắc là chịu thua. Phải rồi, xã của anh ai cũng có tài, anh cũng có tài, vậy về đi. Ủa, có tài sao lại về? Chứ để má em về mà gặp là lôi thôi lắm. Em nói cái gì kỳ quá vậy Xuân? Lôi thôi là sao? Đuổi anh về chứ sao? Cái gì? Nhưng mà tại sao đuổi tôi chứ? Là tại xã của anh ăn xả tôi. Trời đất quỷ thần ơi, kỳ cục thiệt đó nghe. Hai xã đó banh, họ ăn thua thì thế kệ họ chứ. Mắc mớ chi mà em hờn em giận, lại nhẫn tâm nỡ đuổi tôi về. Tôi đã lo xong đâu đó nghe mỗi bề. Sau mùa gặt ra giếng làm đám cưới, hai chúng mình sẽ đẹp chữ tình duyên. Bây giờ hai xã đã bánh mà em lại đành lớn tiếng với tôi. Phiền tôi tội lắm em ơi, đã bánh mặt họ còn tôi có tội gì. Vậy mà đuổi không gả. Không gả em cho tôi hả? Ừ. Trời ơi kỳ dữ là kỳ mà. Nè, bây giờ anh kêu tên ông già tôi ra anh chửi nữa hả? Quên, không phải kỳ. Không phải kỳ, mà lãng, lãng ơi là lãng mà. Anh ở đó nghe. Ủa gì, đi đâu vậy? Đi vô. Đi vô rồi tôi nói chuyện với ai? Xuân, Xuân. Má mày đi kiếm mày kìa Tiền. Chạy bà, để coi hết phim đó. Trời tối chỗ hay rồi kìa. Bà già mày sao quá, tao rầu quá. Con trai lớn chồng ngồng cái đầu rồi, chứ còn con nít con nôi gì đâu mà mỗi lúc cái mỗi đi kiếm à. Tiền ơi, Tiền. Dạ con đây nè. 3-4 giờ chiều rồi, sao mà mày không về nhà để chép muối cho tao? Còn ngồi lì ở đây để coi hết cuốn phim sao? Sao rồi về má ơi. Ba thứ đồ mắt dịch mắt ồn, mày coi cái giống gì mà bỏ nước bỏ cơm vậy hả? À còn cái đôi giày bố mày đem mày cất cái chỗ nào mày? Dạ con nhớ hồi sáng sớm á, bác út bác mượn rồi. Trời ơi, buổi chiều nào tao cũng dợn banh, mày cho mượn rồi chắc tao đá chân không phải không? Để lát nữa con đi đòi lại. Đi đòi liền, lập tức cho tao. Đồ mắt dịch đâu nè, tối ngày lo coi ba cái thứ mắt ôn. Tại sao dài của tao mày lấy mày cho bà Út mượn mày? Bác Út nói bác mượn vô rừng đốn củi. Trời đất quỷ thần ơi, dài thể thao, dài xịn, dài Adidas mà nó cho người ta mượn đi đốn củi. Mày phá hoại vừa vừa vậy nghe mày. Nghe mày Tiền. Cha này vô duyên làm gì cười. Thằng cái tướng, cái tướng gì mà đòi đi giật banh? Tướng sao? Đúng mà ra đù nà quá. Đây nè, cái tướng này mới không dám giật banh nè. Tôi sao? Tôi sao? Nữa. Còn anh nữa, tôi chưa nói tới anh à. Mà tôi cái gì? Anh đem ba cái phim mắc dịch mắc to về anh chiếu cho mấy tụi nhỏ nó coi, nó mê, nó bỏ hết việc nhà việc cửa chứ sao? Tôi nói thiệt với anh nha, bữa nào hả? Tôi đi thưa anh. Thưa đi. Tôi thưa. Cho chị thưa tới trời tôi không sợ nữa. Hay. Xin lỗi chị à. Sao xin? Phim của tôi là phim trong luồng, không phải phim ngoài luồng mà tôi sợ. Hế? Cha. Trong luồng hả? Chứ sao? Bữa hổm nè, tôi qua, tôi ghé tôi coi một chút cho biết. Thấy thằng cha nọ qua nhà của con nọ, con nọ muốn tắm thì tắm bước cho rồi đi. Hồi sáng hồi trưa sao không chịu tắm? Đợi cái thằng đó nó qua rồi mới chịu tắm. Thì có chuyện phim tắm tắm là tao tắm lại ta chứ. Chưa hết. Rồi cái
áo quần gì đó nó cởi ra mẹ trơn trọi à. Đã vậy á, một lát hai đứa nó còn giật lộn nhau đùng đùng ở trên gián nữa chứ. Gối mền buồn chiếu gì á cũng rớt mẹ hết trơn xuống đất cái trơn trọi à. Trong luồng của anh hả? Trong luồng của anh đó hả? Hả? Trong luồng hả? Chị làm cái chị tử tế lắm vậy. Đồ sao? Phong trào sạch xanh thành phố nè. Chị quét rác rồi lá chuối nè, vỏ rêu, vỏ ốc đổ đầy đường ngã ba rồi làm sao? Chưa. Chưa bằng anh đâu. Tôi sao? Máy đèn của anh mua hồi 8 đời Dương đó. Tối ngày chạy sành sạch phun khói đen, đen thui đen thủi à. Ô nhiễm cả xóm. Khạc ra một cục đen thui nè. Ai nói anh chứ? Chưa bằng chị đâu. Bằng tôi sao? Bữa hổm nè. Sao? Tôi sai con cháu tôi đâu qua nó mua 1 ký đường. Về cân lại còn có 850 gram mà thiếu 150. Trời. Đâu có bằng anh. Tôi sao? Bán cà phê cho mấy đứa nhỏ uống đó. Ờ. 2 phần cà phê. Ờ. Còn 8 phần nó bắp rang. Chưa. Như vậy cũng chưa bằng chị đâu. Sao? Nước mắm của chị bán cho người ta đó, chị pha nước muối cả đống mà, về để 2-3 bữa thúi rơm mà. Anh nói ẩu. Chị nói ẩu. Anh nói ẩu. Chị nói ẩu. Anh 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 nói ẩu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Sao kỳ? Tao làm gì kỳ? Kỳ lão giải mày chứ. Cái gì kỳ? Bắt người ơi, bắt người, bắt người vô nghỉ đi, bắt người ơi. Không nghỉ đi, biết cái gì mày xế vô. Hả? Cái gì đó? Có bác Sáu ở đây nè. May quá. Hả? May gì? May cái gì? Ủa, đi đâu đây? Công an ở trên xã mời bắt, mời với bác Sáu. Ủa, cái gì mời? Mời tao có chuyện gì? Nghe nói hai đứa con Tư Ngát mới có 9-10 tuổi lấy cây đập nhau lỗ đầu đó. Hỏi nó tại sao anh em lại đánh nhau. Nó nói là tại xem phim của ông Mười. Phim đánh nhau kể nó chứ. Ai biểu nó bắt trước chi? Còn tao? Mời tao chi? Tao có gì đâu mời. Có chứ. Hả? Bác có Sáu gì? Thì trả lời về vụ đá banh. Rồi vậy. Đá banh. Rồi sao? Bác Sáu đá banh ha. Banh nó văng vô rẫy của ông Ba Thủ, gãy hết 9-10 bụi hành. Xuất sắc cầu thủ xuất sắc. Có 9-10 bụi hành mà cũng đi kiện nữa. Tiểu nhân. Đồ tiểu nhân. Trời. Con mẹ lùng đi thế ghét. Giữ được cung thành nghe chưa? Nhưng mấy chị hậu vệ phải truy cản quyết liệt mới được đà. Lơ lãng là chết tôi á. Cái đó thì chị đừng có lo. Việc truy cản có tôi. Tôi đứng trước sân như một bức tượng thần. Chị không nhớ sao? Cái trận banh hồi năm ngoái đó hả? Con bảnh lừa banh, tính súc vô gôn. Tôi cho một phát, nó nằm sân. Tôi tập hổm rài để giữ vững cầu môn. Banh xà banh cao tôi chụp dính ráo trơn à. Tôi nhào hôm nay bé gần dập ba sườn. Nhất định bữa nay mình phải thắng Đại An. Nói tóm lại là tất cả phải hết sức mình, phải tích cực, nhưng phải chơi cho đẹp. Tất cả chuẩn bị ra sân. Nghe dặn nè, con sót đeo dính con Xuân. Dạ. Con Tí kèm chị Mười Hơn. Dạ. Con Giáp thì kèm của con Mẹo. Còn phần tao tao bắt chết chị Tâm Kỳ đó. Bác Sáu ơi, bác Sáu cho cháu làm thủ môn đi. Thôi đi bà ơi,
mày đâu có biết chụp banh mà mày đòi làm thú môn. Bị bữa nay con căng sữa, nhức quá, chắc con nhỏ của con ở nhà nó khóc. Thôi, bê bối quá. Được rồi, mày xuống giữ khung thành đi. Con Tí lên giữ vai trung phong. Tụi mày đừng có quên rằng đội nữ của Đại An mình đối với Đôn Xuân á thì bóng rổ cũng thua, rồi bóng chuyền cũng thua. Thì bữa nay á còn hy vọng có bóng tròn. Chị Mười Hơn á có cú sút như là sấm sét nha. Tao giao con Tí bám sát chỉ cho tao đó. Đừng có bỏ lời chị chỉ nghe không tụi bay. Bác Sáu đừng lo, con vợt mấy bữa nay rồi đó. Cái cú vô lề đây nhà còn đá như bay luôn. Con cũng lo tập chạy mấy bữa dài, con mà có banh đâu ai chạy kịp theo con. Mời cầu thủ hai đội đứng chụp chung tấm ảnh kỷ niệm coi. Đứng lên nè. Ôi, chụp đi, chụp đi. Thôi, giờ coi cho bay. Đã. Nè, trước khi vào trận, tôi xin nói trước nha. Đặng lòng trước biết lòng sau nha. Mặc dù tất cả đều là anh chị em con cháu quen biết hết, nhưng mà với cương vị trọng tài, tôi sẵn sàng rút thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân bất cứ bà con nào phạm lỗi đá thô bạo, nhất là con mẹ lùng này nè. Cái gì vậy? Anh đừng có nói lùng này lùng kia nghe anh mỏ nhọn. Bà con đồng ý không? Đồng ý. Bắt đầu chuẩn bị nha. Việc gì? Có nghe thầy trọng tài không? Cái gì biết bị? Ai cho phép chị trực sẵn trước khung thành chợ bánh xuống? Trời ơi, bánh xuống, ta mới xuống chứ trực sẵn rồi nào cha. Bây giờ cãi trọng tài phải không? Mất thẻ đỏ đuổi chị ra khỏi sân bây giờ. Tay lên. Thẻ đỏ. Mời chị Sáu ra sân. Cái gì ra sân? Chơi thô bạo. Trời đất ơi, ba người ta gãy chân. Tụi bay đâu? Khiên chị Tám ra ngoài. Trời ơi. Nó đá tôi gãy. Không đá tôi, đá là gãy. Chơi xấu. Thẻ đỏ. Đi ra ngoài. Thôi. Vậy? Im đi cái thằng quỷ sứ. Vậy? Ca hát hoài, biết ai nhức ốc à. Mày có thấy tao đang buồn đi không mày? Ba con mất gần 20 năm rồi, má còn buồn cái gì nữa không biết nữa. Bồ tổ mày. Chứ má buồn chuyện gì? Tao giận cái thằng cha Mười Hơn á. Má giận bắt Mười Hơn? Má. Vậy? Bộ bác về má hả? Ý da. Thằng chả mày dám về tao hả? Tao đá một cái là xương sườn xương sống của anh chả văng ra từng miếng nha mày. Chứ tại sao mới giận bắt Mười Hơn chứ? Tại thằng chả móc thẻ đỏ đuổi tao ra khỏi sân là tao phải giận. Đó là lỗi tại má thôi. Sao? Mày còn binh chả nữa hả mày? Không phải con binh. Vậy chứ sao? Nhưng tại má đá thô bạo. Trời. Má chùi từ phía sau mới chùi tới. Vợ bác Tám Kỳ mới gãy giò. Má không lệnh thẻ đỏ làm sao được? Ông lão giải mày. Nữa chửi nữa.
tao đá vậy mà mày cho tao là đá thô bạo hả mày? Có gì nữa? Mày thấy cái trận thằng Brazil với Mỹ không? Thằng Brazil nó cho vô mặt thằng Mỹ một cái như trời giáng, thấy không? Thằng nội vô nhà thương đó, thấy không ông con? Ừ, bởi vậy mới lãnh thẻ đỏ. Ừ, mới bị đuổi ra sân như má gì đó. Mồ tổ mày, cho mày hay nha mày. Tao không đá thì thôi, đá thì phải có đứa nằm sân, bởi tao phải lo bảo vệ lưới nhà. Con nào mà đứng chàng ràng trước mặt tao, hổng lợi cắn cũng què chân. Trước đó có lần người hơn thối việc gì, tao cũng cãi ung sùm. Thằng cả thổi ẩu trong tài với dám nghiêng xây cá nại hết trơn. Còn chuyện lấy banh phải lấy cho đúng luật, ai đời từ phía sau má chùi bóng thấy ghê. Tao thấy chị Tám Kỳ chỉ cướp được banh đó, chỉ lừa một hơi cái tứ sát cái cầu môn. Sợ Đại An bại trận cho nên tao mới chọn. Má chọt giỏi cho nên bán mười hơn mới phạt, đuổi ra sân một cái rụp. Đuổi kệ tao. Má không thấy hả? Bà con đứng coi ai nấy cũng là sao? Bà Sáu Vàng chơi xấu, bà Sáu Vàng chơi xấu, chơi xấu. Con ngồi đó con quê quá luôn. Quê cái lòng lão dại mày. Ui da hả? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Đứng lại. Ui da, trời ơi, chết tao. Dạ, xin lỗi bác. Xin lỗi gì? Tao lỗi cánh tay rồi nè. Cháu cũng trèo bánh chè rồi nè. Bây giờ mày nắm cánh tay tao kéo ra chút coi. Nhẹ nhẹ mày. Ôi da, mày. Cái gì xui quá. Ai đó? Ai mà la ôm sùm vậy trời? Dạ tôi, trời ơi. Anh đi đâu đó anh Mười? Đi kiếm chị gì đâu, trời ơi. Kiếm tôi chi? Kiếm đặng đưa thẻ đỏ nữa hả? Chị này sao? Cười cái gì? Thẻ đỏ là hồi còn ngoài sân banh kìa. Còn đây là trong nhà trong cửa, đem thẻ đỏ vô đây làm gì? Chớ anh đến gặp tôi có chuyện gì đâu, nói nghe coi. Kiếm chị để bàn bạc với chị. Hôm nào chị rảnh á, tôi đưa chị lên thăm chị Tám Kỳ. Chị Tám Kỳ sao mà đi thăm? Trời, chị đá người ta chấn thương nặng chứ còn hỏi nữa. Trời đất ơi trời. Thể thao mà anh, ai cũng phải lo bảo vệ màu cờ sắc áo chứ. Rủi ro thì phải ráng chịu. Nói thiệt với anh nha, từ ngày xã Đại An thành lập đội bóng nữ, tôi cho nằm sân đâu cũng 4 năm. Ba đó. Tôi nói thiệt với anh, tôi già là già, tháng già năm chớ, nghệ thuật tôi không thèm già. Hồi còn con gái thì tôi mảnh mai yếu đuối, chứ sau khi ông xã qua đời á, mỗi tháng tôi lên 3-4 kg. Nhất là ngày tôi gia nhập đội bóng nữ Đại An, mỗi ngày tôi tập chạy bộ 9-10 cây số. Thấy không? Tôi lừa bánh mà chỉ nào đi lơ quơ, cản đường tôi chắc chắn bị què gió đó. Đó là cười. Chắc chị Sáu nó giỡn cho vui, chứ không lẽ gì cái chuyện ăn thua chút đỉnh mà chị làm cho xui da mang tật hay sao chị? Suy nghĩ lại đi chị Sáu à. Anh Mười nói đúng, tôi á thì có tánh hay móc lò, nên bà con không gọi là bà Sáu Vàng mà gọi là bà Sáu Cù Móc. Cho đến cái vụ đá banh á, tôi cũng hay móc giò móc cẳng người ta. Bước vô sân á, thì cứ lo ba cái vụ ăn thua, mà quên mất là thể thao á, thì phải hay phải đẹp. Đúng. Đá banh chứ phải đâu là nghề võ, mà cứ lo đấm đá từng bừng. Tôi nói thiệt với anh nha, có thắng á, thì bà con cho là thắng nhờ chơi xấu. Còn có bài trận trở về thì bị chê cười là cầu thủ lô can. Chị Sáu à, nhưng tôi thấy chị cũng tới thăm chị Tám Kỳ cho chị em vui vẻ với nhau. Sao? Được rồi, để hôm nào rảnh tôi đi. Chị phải tới sớm sớm á.
chứ chị Tám chị Mạnh rồi tới thăm có ý nghĩa gì nữa. Thôi tôi về nghe chị Sáu. Quên nữa, chừng nào chị tính tái giá đó cho tôi biết, tôi giới thiệu chị một ông. Ông Hoàng Vĩnh Lệ giật anh á. À, chị rủa tôi bốc thẻ đỏ ra bây giờ. Đi nè, chị thấy không? Tôi rủa đi. Rủa đi. Mày chí đi mà, yên chí đi, con làm nhẹ tay lắm mà. Vậy trời ơi, ơi Sưng ơi, tao đã nói với mày nhẹ nhẹ Sưng ơi. Trời ơi, thì con làm nhẹ nhẹ tay mà. Thôi nãy giờ mày bóp mấy cái, tao thấy ba bốn ông trời. Trời ơi, thuốc rượu này mày mua ở đâu vậy Sưng? Không biết ba con mua ở đâu nữa, hay là ai cho á. Còn thấy ba con đi từ sáng tới trưa, rồi cầm chai rượu thuốc đem về. Ba con dặn là con phải nhớ, ngày hai ba lần phải bóp, phải thoa, thoa cái cẳng của má mới hết sưng á. Không biết cẳng tao nó có sao không, tao sợ cái xương nó gãy phía trong. Bởi vì mỗi khi tao đứng dậy một mình, tao nghe nó kêu rắc rắc ở trong. Má à, chắc không đến nỗi mà gãy đâu má ơi. Ôi, nhẹ nhẹ Sưng ơi. Má dặn hoài à, con làm nhẹ hết sảy đó. Má làm phải làm khó rồi mà. Trời ơi, chết tao rồi. Ôi, ông bà ông giải mày. Trời ơi, bộ đau hả? Đó, hả? Dịch giật mày. Trời ơi, cái con mẹ sáu vàng nó đá tao gãy cẳng. Bây giờ mày còn tính bẻ dòa tao nữa hả? Trời ơi, còn cười nữa con quỷ. Mới ra tới con chút mới la ôm sùm rồi à. Bây giờ tao gừng lại cái xương mà mày còn nói bậy nói bạ nè hả? Chứ mà ủa cái chuyện gì mà chị Tám la bài hải vậy chị hả? Dạ con Sưng nó bẻ dò tôi. Hèn chi tôi vừa bước vô tới cổng nhà nghe chị la, tôi tưởng ai cắt cổ chị. Bây giờ mày không đi rót nước mà mời bắt mời nữa hả? Đứng đó cười hoài hả con quỷ? Sao anh mời? Anh có lên thầy ba giùm tôi không anh mời? Có, tôi đi mới về đây nè. Ông nói cái chân tôi làm sao vậy anh? Nguy lắm chị Tám ơi. Là sao anh Mười? Ông nói chắc gừa quá. Trời ơi, trời ơi quý thần ơi, tiệt sao anh Mười ạ? Chị bệnh hoạn ai dám nói đùa. Ông nói có chỗ xương gãy đó nó làm độc, không cưa nó ăn luôn tái ốc đó. Trời đất quỷ thần ơi, cha mẹ sanh ra có hai cái chân để đi tới đi lui đi qua đi lại, bây giờ đây nỡ nào cưa đi một cái thì làm sao tôi ra ruộng ra đồng. Bè bạn với nhau sao tàn nhẫn vô cùng. Trời ơi thể thao gì mà thể thao ác độc, chơi bạn bè loại cẳng loại chân. Bảy ngày cái cẳng còn sưng, ráng đi cà nhắc đau gần bức ơi. Sao vàng chỉ muốn hại tôi, chỉ chùi một cái bà suối loại giò. Không sao đâu chị Tám à. Vậy mà anh còn nói không sao nữa. Chừng đó tôi sẽ làm tặng chị một cặp nạng gì chống đi khỏe re. Mà bác anh á, anh ấy gạt tôi xạo phải không? Nói giỡn với chị cho vui, chứ ông thầy cũng nói vài tuần nữa cái xương chị với liền như cũ à. Nè, chị Sáu Vàng muốn tới xin lỗi chị đó. Thôi, để chờ ít ngày nữa có trận banh tôi cho chị gãy cẳng để trả thù. Thôi mà chị Tám, thể thao mà phải chơi đẹp chứ, nếu cần thì chỉ cảnh cáo sơ sơ cù chỏ giật mặt chỉ là được rồi. Ê, quên không phải trọng tài mà số 7 không à, nói giỡn cho vui chứ có gì đâu mà trả thù. Tôi tới nhà chị Sáu Vàng
chị đâu có muốn tiếp tôi. Vậy mà tôi nói phải quấy một hồi, chị biết nhận lỗi của chị. Chị hứa là hôm nào rảnh á, chở chị qua đây xin lỗi chị. Vậy thôi à. Khoan, anh đừng có chở chị tới đây, để tôi suy nghĩ lại đã. Chị Tám à, chị phải nhớ rằng tình nghĩa bạn bè, rồi chị thương giùm thằng Bác với con Khôi. Thằng Bác là con cái, nó đâu có lỗi gì chị. Tôi thương nó nhưng tôi không có thương má nó. Má nó nỡ nào chọt loại gò tôi. Nếu chị còn cố chấp lôi thôi, thằng Bác nó tự tử có môn chị. Ủ tờ là ở tù. Anh ở tù trai á, tù bồn trai dịch dật á. Băng nhạc Sài Gòn Audio Video sản xuất và phát hành băng cassette, băng video ca nhạc, karaoke, ca khúc tấu hài, cải lương trong và ngoài nước. Thu nhạc karaoke kỹ thuật cao với hai phòng thu thanh, máy móc hiện đại. Nhận hợp đồng thực hiện các chương trình theo yêu cầu trong và ngoài nước, sản xuất vỏ hộp, băng cassette, băng video, chất lượng cao, giá thành thấp, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Địa chỉ liên lạc 626 Bến Hàm Tử, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 557-679-550-350. Sài Gòn Audio Video chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ 3 chương trình đĩa Compact Disc phát hành vừa qua. Sài Gòn Audio Video hân hạnh tiếp tục giới thiệu 3 chương trình đĩa Compact Disc mới: Đồi Tím Hoa Sim, Tình Ơi Hãy Vui, Đôi Bờ Thương Nhớ, gồm những ca khúc trữ tình chất lượng âm thanh tuyệt vời, phát hành trong năm 94. Xin liên hệ địa chỉ 626 Bến Hàm Tử, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 557-679-550-350. Quá. Qua thăm má chứ qua làm chi? Má anh đá má tôi gãy giò, anh còn thăm viếng gì nữa? Thì gãy giò mới tới thăm, chứ không gãy giò thì không thăm phải không? Cũng thăm, nhưng mạnh thì thăm khác, còn bệnh hoạn thì thăm cách khác. Em sao rắc rối quá nè. Gì vậy? Thuốc dán đó, mấy cha bán thuốc nói đau đâu dán đó, sưng đâu dán đó hết liền à. Dán hết không? Hết chứ sao không hết nè. Hết thì dán cái miệng anh đi. Ủa, cái gì kỳ vậy? Sao dán miệng anh? Dán lại thì sao ăn cơm? Thôi mà, má tôi đá chứ bộ tôi đá, sao giận tôi biết nữa. Bộ không phải anh đá rồi anh tức lắm hả? Đó, má tôi nằm trong nhà đó, vô đá đi. Em nói chuyện sao nghe đâm hơi quá. Cái gì đâm hơi? Em phải biết cái chuyện thể thao là để tăng cường sức khỏe, nhưng đôi khi cũng rắc rối. Nếu bà già không chọt cẳng má em thì trái thua thấy rõ ràng. Tưởng phá được băng bằng cú chọt bình thường, ai có ngờ tới chấn thương. Cái cẳng má tôi quặt quà quặt quài trước ông thầy nghề gió ở xóm trên. Ông măng măng dây lâu rồi ông lắc đầu, ông nói rằng chắc phải đi cưa. À, tôi có cây cưa cưa củi ở nhà, để tôi chạy về lấy qua nghe. À, khoan, anh đi đâu ạ? À? Về lấy cưa chứ đi đâu. Nói vậy anh biết rồi hả? Sao không biết, má đi ra đi vô được rồi. Em làm bộ nó dốc anh á, dọ anh cho anh hết hồn còn lâu. Nhưng mà má em giận rồi. Giận ai? Giận má anh. Ừ, giận má anh chứ giờ đâu có giận anh đâu phải không? Ừ, vậy mà bây giờ má em nói là má em không gả em cho anh nữa. Trời cái gì kỳ vậy? Trời, cái chuyện đá banh thì ăn thua gì tới chuyện hôn nhân mình đâu mà không gả cho anh. Sao không ăn thua? Anh thấy cái nước gì đó không? Nước gì? Thua có một trận banh mà họ đập với nhau chết cả trăm người đó, không ăn thua sao được? Ôi, đó là cái chuyện xứ người ta, họ thua họ cay cú, còn mình thì cũng cay cú như thường à. Trời, nhất là cái tội chơi xấu,
bà xui chơi xấu bà xui. Bà xui trai thấy bà xui gái, đem banh gần tới cầu môn coi mọi hớp phương chống đời. Nên từ sau phóng tới chọt bà xui gái gãy hết một giò. Má tôi đi ra đi vô bà phải nhắc cò. Má tôi nói được rồi, bà chơi mình lần sau hả, mình chơi lại chờ trận phục thù bà sẽ biết tay tôi đó. Anh thấy không, hai bà già vừa mới làm xui à, bị trận bóng đá mà thành ra là đối thủ. Còn tôi, còn tôi với anh không thành chồng thành vợ cũng tại má anh chơi cái thú chọt dù. Một bà thì lãnh thẻ đỏ ra sân, còn một bà thì đi cà nhắc bởi cái chân sưng hốt à. Anh bà, má tôi bà dặn hễ có anh qua tới thì đuổi anh về đừng để nói tào lao. Má giận thì má giận vậy, chứ em đâu có đuổi anh, phải không? Đuổi tuốt. Hả? Đuổi thiệt à? Thiệt chứ sao không thiệt. Em đuổi thiệt hả? Ừ. Vậy, vậy tôi về à? Ừ, về đi. Trời ơi, em đuổi thiệt hả? Ừ. Được rồi, tôi về tôi tự tử cho em coi. Tự tử đi, chết tôi chôn. Xịt. Trước khi bà con mình ra rẫy ra đồng để mở đầu buổi nói chuyện hôm nay, tôi xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần thể thao của anh em xã mình đã góp công gầy dựng được phong trào và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Được vậy là cũng nhờ các nhà hảo tâm cũng như những mạnh thường quân của xã mình ủng hộ. Đúng rồi. Để tôi coi coi. Đây, tôi xin đọc danh sách của mấy bà con đó nha. Đọc đi, đọc đi. Tiệm Mai Ngọc Ẩn tặng 100.000. Bác Ba Phán tặng 2 trái banh. Còn ông Năm Sến á tặng 2 cặp vịt xiêm. Ông Ba Triết á tặng 5 ký đậu 5 ký đường. Đúng kìa, đúng kìa. Nhất là cô Năm Tấn tặng 1 bộ ba vô mới tanh vào 11 đấu giải bố. Đỗ Hai. Ê, ông Hai On có gửi mấy cái băng cải lương cassette nữa đó. Trời ơi, tội nghiệp ổng á. Thôi bây giờ về nha. Bà con có ý kiến gì xin phát biểu đây. Theo tôi thấy á thì mình thắng đậm cái xã Mỹ Long vừa rồi á là nhờ thằng Mẹo với thằng Triều, hai đứa sông sáo nhất đó. Xin mấy bác đừng quên nha, nhờ một bình cháo nè suốt 3 quả với khung thành của xã Mỹ Long đó. Thôi thôi mày ơi, nếu không có thằng Hai Tập nó chăm banh cho mày, mày lấy gì mày xúc. Anh Tám nói đúng đó, phải nói cho công bình á là công của tập thể. Thằng bé cũng vô hiệu quá mà được 2 trái phạt đền. Công của nó đâu phải nhỏ đâu ấy. Nhưng mà bác Tám ơi, bác Tám, cái câu mà lớn nhất là của ông trọng tài chính sĩ nè. Bác nhớ không, cái thằng thì nó đố ngã đối phương trong vòng 16m50 đó. Vậy mà ông bỏ qua, là bố không thấy. Nhờ vậy mà mình mới thắng được vô chung kết đó. Cái thằng này. Đừng có mừng, đừng có vui, không có được, không có được. Vậy là gian lận, vậy là liên minh ma quỷ. Người đàng hoàng không có chơi cái trò đó. Nãy giờ mãi nói chuyện mà tôi quên hỏi anh Tám nữa. Cái gì vậy? Cái chân của chị Tám bữa nay đỡ chưa anh? Còn sưng, nhưng mà đi ra đi vô được rồi. Con mẹ sáo vàng bị tôi thổi đưa thẻ đỏ rủi ra khỏi sân. Trời ơi, mấy bữa sau gặp tôi mẹ không thèm nhìn tôi nơi. Vậy hả? Thôi bây giờ tất cả nghe dặn đây nha. Chiều nay đúng 4 giờ đội bóng đá tụi mình vợt lại cửa vợt cuối cùng, để rồi 5 bữa nữa sẽ qua đỏ sức trận thư hùng với xã Phước Hưng. Rồi sau đó mình tới ngải xuyên qua Tiểu Cần dọt thẳng cầu quan. Giao hữu tới đâu cảm tình khắp nơi, bóng đá đôn xuân hoàng cầu nghe danh. Cặp cẳng của cháu đang lúc sung sức, cháu lội tối ngày mà không biết mỗi chân. Tôi có cú phạt góc thân sâu, banh nó bay vòng lọt tuốt vô gôn. Góc trái có tôi, thủ thành thì có tôi, tuyến giữa có tôi nha. Tụi mình chắc ăn
rồi giải tán ra đầm. Đi. Đây. Ê, hả? Ai chạy tới cái bộ sẵn sáo quá vậy kìa? À, để coi ai vậy? Cái thằng Thịnh, Cái chuyện gì mà vậy Thịnh? Hả? Dạ, anh Bạc. Bạc nào? Anh Bạc con bà Sáu Vàng á. Nói sao? Hả? Anh uống dầu nóng mới chở vô bệnh viện. Trời ơi là trời. Vậy đẳng coi đi mấy cha. Đi. Trời ơi các cha ngồi lại đây. Trời ơi. Ngồi lại cái gì? Cái thằng Bạc nó sắp chết chưa? Hả? Sắp chết rồi cái kìa. Chết đâu mà chết, ngồi xuống đi. Nè, làm một miếng rượu nè, đó. Trời ơi. Cái chuyện như vậy mà anh biểu tôi uống rượu với anh sao mà được? Thôi, tôi đi trước á. Lại Phật phù hộ cho con tôi được tai qua nạn khỏi. Anh mười, sao? Cái thằng Bạc con của tôi nó sao rồi anh mười? Khỏe rồi. Dạ. Chị an tâm đi. Xế chiều bác sĩ cho về. Thiệt, con cái bây giờ nó báo hại hết sức gì đó, làm nhọc lòng bà con lú xóm sao đâu á. Thì tại chị hết chứ tại ai? Ủa tại tôi sao anh? Tại chị đã làm sao mà chị Tám bây giờ mang tình, chỉ còn có một chân đi cà thọt. Xui da gì mà chơi xấu xui da. Đâu có. Tại tôi sợ thua vì thấy chỉ đem banh suốt gần cầu môn, tôi mới trọt chỉ ngã lăn đó chứ. Tôi đâu có vàng vậy mà chỉ gãi hết một chân. Nè, chị phải chịu khó lên tận nhà chị Tám ở Đông Xuân, chị xin lỗi người ta đi. Kéo rã bèn tình nghĩa xuôi nha. Phải rồi, để chờ cái thằng Mạc về đến nhà coi nó ra sao, đã thiệt khỏe hay chưa. Tôi sẽ đi liền lên xã Đôn Xuân. Chị đi liền qua xin lỗi chị Tám đi. Dạ. Để chị giận tội nghiệp hai đứa nhỏ lắm à. Nhưng mà anh đi nói tiếp với tôi nghe anh mời. Ôi bà ơi bà, cái tướng bà hẹo coi không được nghĩa như đội á. Chỉ có hụt dịch lăn tròn vậy mà ở ngoài. Anh xong cứ kiếm chuyện mà xài xẻ tôi hoài. Thôi, ra xe tôi đèo chị đi. Dạ. Chắc má lên nhà bắt Tám rồi. Thôi anh nằm nghỉ đi, để em ra sau bếp em hấp cơm nha. Chị xuống tới kìa. Em Tiền. Khỏe chưa anh Bạc? Anh khỏe rồi, chị đừng có lo. Chị thấy anh cười đó. Tiền, bác sĩ có bơm ra được không em? Trời đất ơi, phải chị thấy đi, chị ớn luôn. Sao vậy? Bơm ra một tao lẩu lương. Trời đất, ảnh uống dầu nóng sao bơm ra lẩu lương. Gì cười làm tao hết hồn. Bình tĩnh lại. Ảnh đi nhậu lẩu lương chứ về lấy dầu bôi chung quanh miệng làm bà con tưởng anh tự tử. Chứ ảnh có uống miếng nào đâu. Bởi vì bác sĩ lấy làm lạ, uống dầu nóng mà bơm ra lẩu lương. Thôi được rồi ngang, nói bao nhiêu đó đủ rồi ngang. Bây giờ có chịu đi chỗ khác chơi cho tôi làm việc không? Ừ? Muốn tôi đi phải không? Phải có một gói 3 số 5. 3 số hả? Tham nhũng hả? Nè, 3 số 4 số gì đó tùy, đi mau. Cảm ơn chị lắm. Ừ, đi lẹ. Sương. Muốn sương gì trời? Nói nghe nè. Muốn nói gì trời? Ghét rồi. Cái gì ghét vậy? Nói gì nói đi. Anh nói em nghe nè. Anh... Dạ. Trời ơi, gì vậy? Dạ cho em lấy gì? Cái gì? Lấy cái nón. Thật quỷ sứ. Ơi, lấy nón. Quá đáng rồi. Sưng. Nín. Gì? Nhắm cái miệng lại, không có nghe răng ra cười nhát tao hoài. Anh muốn nói em nè. Nghe hỏi nè. Hỏi gì hỏi đi. Ai bày cho anh cái vụ thoa dầu nóng ngoài mép vậy? Nói. Ba em chứ ai. Ba em thương anh lắm. Còn má thì hơi khó. Đá vậy còn bị cái chuyện bà này đá bà kia gãy giò, làm má em càng giận thêm.
Anh sợ má em xù cái vụ đám cưới của hai đứa mình quá. Nhưng rồi má anh đâu rồi? Trên đường về nhà anh thấy bắt người hơn, chở má anh đi lên Đông Xuân. À, vậy là bà xui này đi nói phải quấy với bà xui kia rồi. Hả? Phải không? Trời ơi, vậy là anh hết lo rồi. Anh sợ má em giận má anh, rồi bả xù cái đám hỏi của anh, chết anh luôn quá. Cái gì? Quên hỏi anh nữa. Trời, hỏi gì? Trời ơi, làm hết hồn hết chứ. Cái gì vậy? Dầu nóng có vô bụng anh miếng nào không? Hả? Chị cười, tôi quê à. Trời ơi, dầu nóng có gì biết nữa. Ban đầu á, anh tính lấy thuốc rầy. Ba em nói thuốc rầy rủi vô miệng nguy hiểm lắm. Anh mới lấy dầu nóng thoa hai bên mép. Còn bao nhiêu á, anh đổ tùm lum đầy nhà bãi bụi nồng nực. Bà con quảng hốt chở anh đi chứ không gì đâu. Vậy là ổn rồi. Thôi em về. Hả? Ba Xuân, về đâu gấp vậy? Ngó nghe nè. Anh quỷ à. Xuân. Em về lo cơm nước, kéo ở nhà không có ai lo. Hai bà tôi chắc đã nói chuyện thông cảm với nhau. Nghe tin anh tự tử, chắc là má em hiểu ra. Anh mà không cưới em, chắc cuộc đời anh tiêu luôn. Hôm nay sóng gió qua rồi, hai ta chỉ có đợi ngày thành vậy. Con đang chải đầu. À cha, điệu ha, trời ơi, chắc đang sửa sạn đang lên đường đây. Trời ơi. Giang chịu khó lắm rồi này con. Gì dữ vậy, em biết nữa, con đang chải đầu kêu gì quá trời quá đất à. Ba kêu con gì vậy? Mày mua cái này cho ai đó mày? Dạ đi. Mày làm gì mày giật dữ vậy? Tao hỏi mày mua đôi giày bố này cho ai? Dạ. Cho con thôi phải không con? Tao đã nói với mày cả ngàn lần rồi, tao không có ưa đá banh, mày nhớ không Lộc? Nhưng mà thưa ba, đá banh là một môn thể thao, trước là rèn luyện sức khỏe, sau nữa là được, tao biết rồi, khỏi cần thuyết trình về sức khỏe nghệ thuật đối với tao mày. Dạ thưa ba, nhưng mà sao tự nhiên ba ghét đá banh quá vậy ba? Tao hận thì đúng hơn. Hả? Ba hận hả? Sao tự nhiên ba hận đá banh vậy ba? Là vì hồi còn trẻ cỡ mày á, tao có yêu một cô gái. Chà, giờ mới khai ha. Trời đất ơi, ba như vậy mà ba cũng yêu nữa hả? Mày làm gì tao không biết ăn cơm nữa mày. Đâu con đâu dám nói ba như vậy. Nhưng mà bài ba vậy, con hỏi này ba đừng làm nha. Cô đó đẹp không ba? Đẹp nhất sớm. Vậy á ba? Qua khu chợ Trà Cú đó con. Phải má con ba. Ôi trời ơi, cỡ má mày đồ bỏ. Dám nói xấu người vắng mặt ha, tôi về tôi mét má tôi cho ba coi. Không có bà tao mà dám nói cho bộ. Ba ơi, ba hả? Con hỏi ba thêm câu nữa nghe ba. Sao? Cô đó có yêu ba không ba? Trời ơi, yêu chứ sao có yêu vậy. Trời dữ vậy ha. Nhưng hồi ban đầu thì yêu. Chừng đi xem một trận đá banh ấy, cô cho ta ra rìa. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên đi coi đá banh rồi cái cho ba ra rìa là sao ba? Là vậy nè, bữa đó tao với cổ đi tà tà không mát. Đi ngang sân banh thấy hai đội đang thi đấu. Vậy hả? Cổ mới kéo tao vô coi. Tao nể lòng người yêu nên bước tới coi chơi. Thấy thằng trung phong đội bông ở bên giữa, nó lừa nó đá cu nào cũng hay mà nó lại đẹp trai. Cách đó mấy ngày tao đi ra ruộng tới bụi trăm bầu.
tao bắt gặp tổ ngộ sát, bên thằng Trung không làm tao đứng chết cần. À vậy là ba giới cô kia chắc sập tiệm, thì nó mê thằng đá banh nên bỏ tao. Trời đất, có đá tía mày một cái ạch đau ghê, bởi vậy tao hận tình hận luôn vụ đá banh. Mỗi khi mà nhắc lại tao còn tức ngực. Ờ nhưng mà chuyện của tám ở đời dương, ba còn nhắc lại làm gì cho nó mệt. Không nhắc sao được mày, mấy chục năm rồi nhắc tới tao còn cay. Bởi vậy tao không cho mày cưới con gái Tám Kỳ. Ba, nhưng mà ba đã hứa với bác Tám rồi mà. Hồi hứa tao không biết nó đá banh, bây giờ biết nó đá banh là tao không cưới. Như kỳ vậy? Dâu của tao là dâu nuôi heo nuôi gà làm ruộng làm rẫy, chứ không phải dâu đá banh mày. Nhưng mà ba ơi, Khôi á, lúc nào rảnh rỗi mới đi đá, chứ đâu phải lúc nào cũng đá banh đâu ba. Ê mày, nín mày, không có cãi mày. Tao nhất định rồi. Ba nhất định rồi, con cũng nhất định rồi. Ê, mày cầm gói giày đi đâu vậy? Con đây. Nè, mày đem cho con Khôi phải không? Đứng lại, đứng. Rồi, giông mất rồi, trời ơi là trời. Anh đi Sài Gòn mua về tặng cho em đó. Anh tặng cho em hả? Ừ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ủa, anh Lắm ơi, sao mặt của anh buồn quá vậy? Bộ anh mua cho em đôi giày này rồi anh tiếc tiền hả? Đâu có, nhưng mà anh buồn quá Khôi à. Nhưng mà anh buồn chuyện gì? Ba anh không có cho anh cưới em. Hả? Trời ơi, sao vậy anh? Tại vì ba anh biết em đá banh, mà ba anh thì lại ghét đá banh em mà. Trời ơi, chết rồi. Nhưng mà bây giờ sao hả anh? Em biết không, ba anh tính đi cưới cho anh cô Hai Mận, con của bác Tư Giò ngoài Long Vĩnh á. Cô đó mập tù lù à, lại có bệnh xiển kinh niên nữa. Nhưng mà ba anh nói tao cưới dâu, tao lựa thứ dâu hiền, dâu thảo, chứ tao không ưa cái tướng gái tối ngày mê bóng đá. Đó, anh thấy không? Thấy rồi. Tôi nói có sai đâu. Tôi đã nói với anh rằng á, ông già của anh, ông không có ưa cái chuyện thể dục thể thao, bóng chuyền hay là bóng đá. Vì vậy mà anh á, anh cứ một hai anh nói rằng anh sẽ trổ tài thuyết phục để ba của anh đổi ý thương tình. Anh đâu có biết căng dữ vậy. Ông sẽ chấp nhận việc trăm năm của hai đứa tụi mình. Bây giờ thì tôi với anh không còn hy vọng nữa, vì tiếc của anh á, ông căm thù cái vụ đá banh rồi. Thôi đi, người ta cho ông leo cây, vậy mà ông ghét tuổi này thiệt là quên. Dài anh tôi hồng có hàng, tôi đem tôi liền xuống mương cho rồi. Coi à coi, em không thương anh thì tôi sao em liền dài anh vậy coi. Gì vậy coi? Anh tặng em. Gì vậy coi? Bác Mười. Bộ hai đứa mới cãi nhau hả? Có chứ bác, nghĩ coi, cháu có công đi mua dài cho cổ, cái tự nhiên cổ đem cổ liền xuống sình nè. À, vậy chứ bà anh không chịu cưới tôi cho anh còn tặng tôi chi nữa? Mà anh thương em bộ. Thôi nín đi, tao biết rồi. Hồi nào tới giờ đó ổng đâu có ưa đá banh. Nè, nói không phải chê ba mày nghe lắm. Dạ sao bác? Trời ơi, ba mày có môn làm ruộng làm rẫy thì giỏi, chứ ông đâu có biết về cái nghệ thuật đóng tròn là cái khí khô gì đâu. Đúng đó bác Mười. Nè, tao nói thiệt nghe. Dạ. Tao với má mày tập vợt đội bóng nữ ở Đông Xuân một thời gian nữa đó nghe. Tụi tao dám đem đội bóng này qua thi đấu ở bên World Cup 98 lắm nghe mày. Trời ơi. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện sắp tới. Còn bây giờ tính sao đây hả bác Mười? Tính sao bác Mười?
Bây giờ hả? Dạ. Để tao nghĩ coi. Dạ. Thôi đúng rồi. Bây giờ tụi bay qua nhà tao, tao dạy cho mày mấy cú đá thần sâu nè, nào là chùi nè, đá móc nào vô lê nè nghe. Phải biết rồi biết móc, biết mạc kê cách nào nè, còn phải biết bánh lưới nè, phải ăn gian chút chút nữa. Bất cứ nghề gì cũng phải biết ma le. Mày có thấy Maradona hồi cái năm đó hay không? Nó lấy tay nó chọt banh lọt vô khung thành. Hay quá ha. Vậy mà rồi nó cũng thắng à, lãnh cúp đàng hoàng. Dạ. Nè mày đá giỏi đi, rồi tía thằng Lắp sẽ hết ghét đá banh. Đi, đi qua nhà tao liền. Đi, đi, đi bắt người. Đi theo tao. Thôi, đợi đợi con đi với. Thôi, thôi. Khôi à, đi lẹ đi em. Tới đây nè. Trời ơi, nuốt cho hết đi rồi hắn nói chuyện ngậm 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 hoài à. Em à, chỗ này vắng vẻ, mình ngồi đây mình nói chuyện không ai thấy hết ha. Ê, chỗ này thấy được không? Mấy người làm gì ở chỗ vắng vẻ này vậy? Nói chuyện. Còn mấy người tới chỗ vắng vẻ thì làm gì? Thì tụi tôi cũng nói chuyện vậy. Ê, mà tụi tôi nói chuyện quan trọng à nghe. Mà chuyện tụi này cũng quan trọng à nghe. Vậy hả, quan trọng lắm hả? Ừ, vậy thì mình ngồi xuống đây mình nói chuyện với nhau nghe đi. Ngồi ngồi đây nè. Em ngồi xích lại gần anh chút coi. Trời ơi, ăn hoài à. Nè, chừng nào hai người làm đám cưới vậy? Thì chắc cuối tháng. Còn anh? Còn tôi hả? Tôi thì... Sao? Mới bị ba tôi rượt đó. Ủa, sao vậy? Hả? Sao vậy Khôi? Tôi mua tặng cho em Khôi đôi giày thể thao. Cái ba tôi biết được, ba tôi chửi tôi á. Thì hồi nào tới giờ bác Chính đâu có ưa ba cái vụ đá banh đâu mà tặng giày thể thao chứ vậy. Nhưng mà mấy người biết tại sao ba tôi ghét đá banh không? Sao vậy? Sao? Tại hồi nhỏ đó, ba tôi thương cô, mà cô này á, mê một anh cầu thủ đá banh, mình thử ra đá đít ba tôi đó. Hèn chi vậy mà ông cay cú tới bây giờ. Ông già này không dai thiệt mà. Bởi vậy ông thấy tôi mua đôi giày thể thao đem về cho em thôi. Rồi sao? Rồi sao? Biết sao không? Sao? Ông kêu tôi ra, ông giận tá tơi. Tôi tức quá đôi co với ông mà. Ông nói gió đứng dậy được tôi. Tôi chạy tuốt một hơi. Giờ anh tính sao, chớ bác còn đang hận cái vụ năm nẩm mà kẹt tới anh đó. Tội nghiệp con Khôi nó đang thất vọng. Bữa đó tới nay nó ít ăn ít nói. Nhắc tới hôn nhân nó cứ vào vào. Các bạn đừng lo, tôi vừa nghĩ chuyện này. Bây giờ á, bây giờ bốn đứa mình chi? Qua bên nhà anh Lóc có được không? Ê, qua nhà tôi làm chi vậy? Qua đến nơi khi gặp bác Chính rồi, tôi thuyết phục bác một hồi, tôi chắc là bác sẽ hồi tâm. Hồi tâm? Hồi tâm là sao? Là quên cái chuyện cũ mua hồi ba đời Dương rồi đó. Để lo cho tương lai của anh Lóc với cô Khôi. Được không? Có lý à. Ừ, được không? Nhưng mà anh biết ăn nói không vậy? Ăn á, tôi nói thiệt với anh á, tôi ăn dữ lắm. Vừa còn nói thì nói làm sao? Không biết nói được không nữa. Nhưng mà tôi ráng. Trời đất quỷ thần ơi, cái người gì chỉ biết ăn mà lại không biết nói. Như vậy thì có nước là cho anh nhịn đói á. Cái gì mà cho nhịn đói? Em ác quá vậy. Cái gì á? Em có nhìn thấy không, cô Khôi với anh đi Lóc. Nhất là tôi thấy nãy giờ cô Khôi cô muốn khóc. Tôi cũng muốn khóc chứ đừng nói gì em Khôi. Bởi vậy tôi mới làm gan lãnh mạng đi nói chuyện với ông già. Nè nè, tôi nói cho anh nghe nghe không? Tía tôi ổng có gió tàu,
Tôi nhớ có lần gặp đám lưu manh, bốn đứa hả, tụi nó xúm lại dây đánh ba tôi nè. Ông cởi áo ra đâm đá một hồi, bốn đứa con đồ lọt tuốt xuống sông. Ủa, nói gì ông già có vỏ tàu hả? Ủa, ông có vỏ tàu á. Ừ, ghê vậy. Trời, hay không, hay không, hay không. Mới hùn chút xíu sợ rồi. À, không bao giờ sợ. Đi liền. Đi liền. Không sợ hả? Không sợ. Dám qua hả? Dám luôn. Ê, nhưng mà bữa nay ba tôi đâu có ở nhà. Ừ, chứ ổng đi đâu? Ổng đi ăn đám giỗ rồi. 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 Anh đi đâu về vậy anh Tam? Tôi đi bên nhà anh Tư Mật xin xỉ thuốc rượu về cho bà xã. Vậy hả? Cho làm bậy miếng của anh. Rượu có nọc đắng hổ, làm vô đứt bóng mà cha nội. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng rượu bộ chứ. Cái cặn của chị Tam bữa nay đỡ chưa? Bà nó bớt đau nhất, nhìn còn sưng. Chắc nó nứt ở trong xương, nó sưng tròn do như đùi heo ram bông. Ai mà chạm mạnh bà kêu trời như bỗng. Nhưng mấy bữa rày coi mỏi bớt rồi, cái thứ bông ra vui thì vui, nhưng có lúc nó cũng xui. Anh thấy chị Tám không? Sao? Cái chân chị si cà que đó. Tôi sợ chị suốt đời mang tật trong gậy tối ngày, rồi làm sao mà ra đồng. Nghe nói mấy bữa nữa anh làm lễ cưới gả con xin cho thằng bạc anh Tam. Thì cũng định cuối tháng à. Bị cái chân của bà xã còn hành nên chưa chọn ngày nào hết á. Còn cái vụ thằng Lóc mà con trai anh với con Khôi á, tính chừng nào? Vụ này kẹt quá anh Tam. Sao kẹt? Tại hả? Cha nói ra mắc cỡ quá anh Tam ơi. Hả? Tụi mình bạn già với nhau có gì đâu mà ngại. Anh Tam à. Hả? Hồi trẻ trung anh có thương cô nào không anh Tám? Sao không có. Tôi thương một cô trong xóm đến độ bị làng đóng trăng hết mấy bữa đó. Sao dữ vậy? Bị kẹt trong xóm có hai ba thằng tràn ràng chọc ghẹo cô nọ hoài. Tôi nổi ghen đá mấy chả lọt xuống sông tưởng chết kìm rồi nó. Giờ cô đó đâu? Má ăn sừng với con Khôi bây giờ đó. Trời ơi, anh có phước quá. Còn tôi hả? Xui. Sao xui? Tôi thương cô nọ hết sức vậy đó. Vậy mà cô mê thằng đá banh nó bỏ tôi. Bị vậy mà bây giờ anh ghét bóng đá đâu phải không? Không ưa. Anh không ưa. Vậy thì đây nè, mời anh nhìn qua phía sân banh sau đám mía đó. Anh thấy không? Thấy không? Đâu, đâu? Đó, đó, tụi nó đang đá đó. Thấy đã con mắt không? Đó, đó, đó là hả? Đó là hả? Nè, không những bóng đá mà bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, chạy đua, nghĩa là các môn thể thao nói chung đều rất ít cho sức khỏe đó. Nhất là bóng đá. Tôi cho là môn này đó là siêu thể thao đó. Siêu thể thao. Chứ thể thao mà cũng có siêu nữa hả? Có sao không có. Anh thấy mỗi lần xúc lọt vô gôn là khán giả la ó muốn sập vàng, còn cầu thủ thì vui mừng. Họ nhảy linh linh nhau té thôi đùng cục. Có nhiều thằng nước mắt rưng rưng, nỗi mừng vui của phe thắng trận, họ la hét như là điên loạn. Còn phe thua thì cả đám khóc ngu ngu. Nhưng tôi ghét cái đám ủng hộ viên cuồng nhiệt. Con gái thì mặc quần áo hở mông hở ngực, còn đàn ông thì vẽ mặt mày trời ơi như là quỷ sứ. Ăn thì thôi, thua thì đánh lộn lung tung. Nghe nói chầu xưa ở tại nước nào, chết cả trăm người cũng tại vụ đa banh. Đó là ở bên Tây chứ còn ở xứ mình nếu có cũng là cãi cọ, cãi cọ chút chút vậy thôi. Tám ơi. Ơi. Anh về bàn chị Tám nghe anh Tám. Bạn việc gì hả? Nếu anh chị đồng ý, sau Tết tôi sẽ đem trầu cao qua nói con Khôi cho thằng Lóc. Quá hay, tôi thấy tánh tình thằng Lóc tôi thương lắm á. Bà xã tôi cũng mến nó lắm, chắc không có gì trở ngại đâu. Còn anh hết ghét bóng đá chưa? Hả? Hết chưa? Nói nghe coi. Tam hả? Chuyện tình cảm của mấy chục năm về trước, nhắc đến càng nghe đau muốn tâm can. Nghe anh thở than mà tôi thấy cũng tê tái gan vàng. Không ngờ tôi có một anh bạn si tình hết bởi cỡ. Vậy nếu có ai hỏi tôi tại sao tôi không ưa bóng đá, tôi xin trả lời rằng
cho tôi xin chắp tay xa hai ba xa, và xin đừng ai nhắc đến quả bánh tròn. Một phút vì yêu tôi phải ngậm bồ, từ mái tóc còn xanh bây giờ nửa tiêu nửa muối. Hãy nhắc tới chuyện tình tôi càng đau nhói trong tim. Rồi bây giờ tuổi nhỏ nó thương nhau, không lẽ mình dẫn cá rồi mình cầm dao chém thân, đành phải ngậm họng như khỉ và ăn ớt, để cuộc hôn nhân tụi nó được vuông tròn. Vậy tôi với anh vô cái quán nào gần đây sương sương vài ly được không? Hả hả? Sương sương vài ly hả? Vậy là quá đã rồi. Tôi trông anh nãy giờ nè. Uống trà, uống trà ha. Đàn trai sắp qua tới rồi đó. Anh chuẩn bị đâu đó sẵn sàng chưa? Trời ơi, đàng hoàng hết rồi. Chị Tám đâu? Bà đang nhờ mấy đứa nhỏ bó thuốc cái chân gãy của bà đó. Nhờ có toa thuốc rượu của anh Tương Mực ở... Ở đâu vậy? Ở cầu ngang có cho bà mấy hôm nay. Bà mới bất đau, bất chắc lưỡi, bất ít à. Bà đi cả nhắc cò cò một chân từ nhà trước ra nhà sau. Bữa nay là ngày mừng vui của anh chị, con gái nó lấy chồng. Cắn chỉ mới bớt chắc là còn đau, đi sớm không nên. Bởi vậy cho nên trước sau mọi việc chỉ có một mình tôi xoay trở mấy bữa này. Tôi nhờ anh tiếp khách giùm tôi, anh thì làm mai làm môi đã quen. Ôi tôi làm thí mạng nhờ tôi giảng miệng, cái vốn làm mai nhờ ông bà sắp đặt bây giờ thành chuyên nghiệp. Kìa đàn trai tới. Ừ vậy hả anh Mười? Anh đại diện đàn gái giùm tôi nghe anh Mười. Đừng lo, cái đó là chuyện của tôi mà, sẵn sàng giúp anh. Xin mời, xin mời, xin mời, xin mời. À, kính thưa anh Tám, kính thưa... Ủa, chị Tám tôi đâu anh Tám? À, quên nữa chứ. Bà đó ơi, anh định đứa nào kêu giùm bác gái ra mau mau chút coi bay. Mau sao được mà mau. Anh thấy cái cú chùi banh của chị Sáu từ phía sau chùi tới làm vợ tôi gãy giò bên chính. xin lỗi vì vậy nên anh Mười mới rút thẻ đỏ đuổi tôi ra khỏi sân cho tôi quê quá. Thôi quê rước dâu xong nói chuyện rước dâu, nói chuyện đáp anh hoài. À quên chứ. À dạ thưa anh Tám, chị Tám và bà con hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi xin phép được đại diện đàn trai đến trình lễ cưới của thằng Bạc với con Xuân. Trước hết xin anh chị vui lòng nhận mâm lễ vật đặc biệt này. Ê, bưng mâm lại đây. Dạ. Bà hạp tuổi, bà dở ra coi giống gì trọng bà. Đâu rồi? Đâu rồi? Việc gì mà bà con cười dữ vậy cha? Trời đất ơi, thở đời nay, từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi mới thấy là lễ vật của đàn trai qua đàn gái bằng trái banh. Mấy chị cười nữa đi, cười cho đã đi. Vì ngày vui hôm nay
gia đình hai bên rất cần những tiếng cười vui đó, ha, phải không anh Tam? Phải phải. Thôi tôi hiểu ý xui trai rồi. Xui trai muốn nhắc khéo với xui gái là sau này khi hai đứa nhỏ nó thành vợ thành chồng cũng đừng có quên cái quả bóng tròn, phải vậy không? Dạ phải đó anh Tám. Còn chị Tám nữa, chị vui lòng bước lại gần đây. Tôi có đôi lời tâm tình với chị Tám. Chị lại đây, chị Tám. Trời từ ơi, coi bộ của chị đi khó khăn quá. Dạ, dạ, chị muốn nói gì vậy chị Sáu? Dạ, dạ thưa chị Tám, cái trận banh hôm nọ đó mà cũng bởi tôi quá lo chuyện thua chuyện thắng, tôi mới đá chị xuôi gãi cẳng. Thôi thôi, chuyện đã rồi nhắc lại làm chi, chuyện rủi ro đó lẽ thường. Chỉ còn mấy hôm là mình sẽ đón xuân, tôi muốn bày một cuộc vui. Sắp nhỏ đâu, hãy cất mấy mâm lễ vật, còn quả bóng tròn mình đem nó ra sân banh, rồi cùng nhau hai họ thi tài cho lễ cưới này thêm vui. Ê, ý bà ý kiến của anh sao mà nó hay quá chừng chừng à. Vậy thì trọng tài cùng tôi, phải không? Thì đúng rồi, cũng anh chứ ai vô đây. Ơ, giờ đi nha. Khoan. Vậy nữa. Cho xin một phút. Vậy đây. Thưa anh Tám, chị Tám, nhân tiệc vui hôm nay tôi xin được phép nói cái ít lời được không? Nói đi. Nói đi. Trước kia tôi có cái vụ mà vậy vậy đó, nên tôi ghét bóng đá lắm. Tôi không đồng ý đi nói con Khôi, con gái thứ hai của anh cho thằng Lóc tôi. Nhưng bây giờ tôi thay đổi ý kiến rồi. Xin anh chị vui lòng hứa cho một tiếng, anh em tụi mình ngoeo tay cái rụp được không anh Tam? Khoan khoan, để hỏi vợ đồng ý không bà. Có bà ẻo ẻo kìa. Sao sao chị Tam? Dạ dạ, khỏe mà. Vậy thì mời chị Xui và tất cả bà con ra sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
say oh.